Chào mừng anh chị đến với chương trình Tạo lợi thế cạnh tranh bằng văn hóa doanh nghiệp và đích đến trong ngày hôm nay. Khi nói đến cái cụm từ là tạo lợi thế cạnh tranh bằng văn hóa doanh nghiệp và đích đến thì điều gì gọi là pop up ấy, tức là nó nhảy lên ngay trong đầu của chúng ta. Khi mà nghe đến cái chủ đề này thì cái điều gì nó sẽ nó xuất hiện ngay lập tức ở trong đầu chúng ta. Xin mời anh Lực được không ạ? Anh Lực Energy ạ. Xin cảm ơn chị Lý Hà Thú ạ. Chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có cái buổi họp và nhiều được thu nạp được nhiều kiến thức. Thì khi mà nghe tới cái từ tạo lợi thế cạnh tranh thì hiện nay thì công ty Văn Hảo thì đang đưa cái văn hóa học tập, đó là cái văn hóa đầu tiên mà công ty khi mà đưa vào thì là cái văn hóa học tập. Trong cái suốt mùa vừa qua thì là toàn bộ công ty học học xong đó đầu tàu chéo cho nhau và học online, và sẽ một dành một cái ngày đầu tuần là cả công ty sẽ ngồi họp và học Zoom online với nhau ở trên cái nền tảng Zoom là văn hóa học tập. Vâng, nghĩ đến, cảm ơn anh ạ, nghĩ đến tạo lợi thế cạnh tranh, tức là nhắc đến cái chủ đề này thì ngay lập tức là anh nghĩ đến, hình dung đến cái văn hóa học tập ạ. Cũng là một điều rất là thú vị ạ. Nó cũng có sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau, học tập cũng là một điều quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là chị Vũ Mười được không ạ? Chị Vũ Mười đến từ Energy ạ. Vâng, chị có thể chia sẻ xem là nghĩ đến cái chủ đề này hoặc nhắc đến chủ đề này thì chị đang hình dung điều gì ở trong đầu ạ? Dạ, xin chào tất cả các anh chị ạ. Nếu mà nghĩ đến cái điều này thì em đang nghĩ là thứ nhất là mình có một cái văn hóa là biết ơn ạ. Biết ơn rồi đó, cái từ biết ơn là em nghĩ là cái đó nó sẽ giúp cho chính mình nè, biết ơn nhân viên và nhân viên biết ơn mình và biết ơn khách hàng. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái kinh doanh của mình á khá là ổn hơn ạ. Dạ. Và nó có cái sự đặc biệt ạ. Dạ. Và đó là sự khác biệt của mình đúng không dạ ạ? Dạ vâng. Cảm ơn chị, và chúng ta sẽ đi vào chương trình ngay bây giờ đây. Chúng ta sẽ cùng nhau ạ, một chút thôi, chuyên nghiệp thì sẽ sánh bước với thành công. Và đâu đó vẫn còn có những anh chị chưa bật màn hình ấy, các anh chị chưa bật màn hình lên á. Trừ những anh chị nào mà có vấn đề đặc biệt gì đó, như một cái cốt của chúng tôi anh nói rằng là trừ khi là đang cho con bú thôi ạ thì mới không mở video thôi, không mở màn hình thôi, còn lại thì các anh chị hãy mở màn hình lên ạ. Anh hay đùa như vậy đó. Các anh chị tắt mic ạ nhưng mà mở màn hình cho chúng tôi ạ, và đảm bảo rằng là tai nghe hay là webcam hay đường truyền của chúng ta thực sự là ổn định và không ảnh hưởng, bởi không bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh. Chúng ta chỉ có từ nay cho đến đúng 9 giờ là chúng ta kết thúc, do đó mà chúng ta tập trung 100% ạ. Và trang phục của chúng ta thì cũng giống như là trang phục chúng ta đi học thôi, và đảm bảo rằng không bị ảnh hưởng bởi những tiếng chuông điện thoại, và camera của chúng ta cũng điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng là chúng ta ngồi đây nhưng mà lại camera thì lại chiếu lên trần nhà đúng không ạ? Và chúng tôi thì là một doanh nghiệp, về một cái tổ chức chuyên về huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp, và Action Code được gọi là tổ chức huấn luyện doanh nghiệp số 1 trên toàn cầu. Chúng tôi có hơn 1.000 văn phòng huấn luyện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, và được sáng lập bởi doanh nhân, tỷ phú và một tác giả, đó là anh Brad Sugar ạ. Và tầm nhìn của Action Code đó là xây dựng cho thế giới trở nên thịnh vượng hơn thông qua việc tái đào tạo kiến thức dành cho các chủ doanh nghiệp. Và chúng tôi có hơn 15, thường xuyên thì huấn luyện hơn 15.000 doanh nghiệp mỗi một tuần tại các quốc gia và trên đầy đủ cả 5 châu lục của chúng ta. Và ở đây thì một số anh chị cũng đã biết tôi rồi, tuy nhiên thì tôi cũng xin phép được chia sẻ rất nhanh theo đúng cái nghi thức của Action Code ạ. Tên đầy đủ của tôi là Lý Hà Thu, hiện nay thì anh em bạn bè quốc tế cũng như là tại BNI cũng như Action Code ạ, chúng tôi đều có một cái tên nước ngoài được gọi là Coach Jenny. Anh chị có thể gọi tôi là Coach Jenny cũng được. Và tôi ngoài ra thì tôi cũng là một master về bộ môn chuyên môn sâu của tôi, bắt đầu từ năm 96 và đã được thầy hướng dẫn đưa vào ngành nghề nghiên cứu sâu về bộ môn lập trình ngôn ngữ thần kinh, do đó mà chúng tôi gọi tôi là Master NLP. Và cũng sau này về Viện Khoa học Xã hội, tôi là công chức của Viện Khoa học Xã hội, và ngoài ra thì cũng có các cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì chuyên môn sâu của tôi cũng là nghiên cứu sâu về bộ môn này. Và giống như nhiều những anh chị thì cũng có những đam mê của mình, thì đam mê của tôi đó là trong lĩnh vực đào tạo như là huấn luyện cho nội bộ các tổ chức và cho các doanh nghiệp. Tôi khởi nghiệp từ năm 1995 và tôi cũng có 2 doanh nghiệp đào tạo của mình. Ngoài ra thì tại BNI thì hiện nay tôi đang là giám đốc phát triển của BNI khu vực vùng MBM tôi cũng là chuyên gia huấn luyện của Action Code, cũng như một tổ chức nữa gọi là tổ chức Engage and Grow, tổ chức xây dựng
đội ngũ và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Và cuối cùng thì tôi cũng đang là giám đốc đào tạo và phát triển của Action Code 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á, phụ trách toàn bộ chuyên môn của Action Code. Và hiện nay thì Action Code có một firm gọi là firm đại diện nhượng quyền của Action Code tại Việt Nam trên 63 tỉnh thành trải dài. Thì tôi đang là firm owner hay được gọi là CEO của Action Code, firm Lotus. Và tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Anh chị nào đang ở Hà Nội thì anh chị vẫy tay một chút được không ạ? Vẫy một chút để chúng ta biết được là chúng ta đang đến cùng đồng hương với nhau ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Tôi có một gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ, hai cô công chúa và một chàng hoàng tử. Chồng tôi thì đang công tác tại bên đại sứ quán Na Uy. Tôi có một cái niềm vui đó là cuối tuần hay là những cái lúc rảnh rỗi thì cũng nghe nhạc và thích một bộ môn. Tôi rất thích một bộ môn gọi là bộ môn dance sport và cũng có gần 10 năm làm huấn luyện viên của bộ môn dance sport. Vâng. Một cái điều cũng rất ít người biết về điều đó và nó cũng là một cái đam mê về thể dục thể thao cũng như cái đan xen với nghệ thuật. Và ở trên đây thì chúng tôi có hai cái license. Đó là một cái license, là một cái giấy phép là nhà huấn luyện của tổ chức Engage and Grow, xây dựng đội ngũ và phát triển văn hóa. Do đó trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm một phần về văn hóa doanh nghiệp để chúng ta hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp để biến nó trở thành lợi thế cạnh tranh là vì vậy. Và một cái giấy phép nữa của tôi gọi là giấy phép thông hành đi, trở thành nhà huấn luyện trên 83 quốc gia của Action Code vào ngày 13 tháng 6 năm 2015 khi tôi chính thức được trở thành nhà huấn luyện của Action Code. Và cái lý do mà tôi đến với ngành nghề huấn luyện này á, thì cái lý do đầu tiên thì tôi cũng là một chủ doanh nghiệp giống như biết bao nhiêu các anh chị ở đây ạ. Các anh chị nào, những anh chị, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đang là chủ doanh nghiệp ạ? Các anh chị vui lòng gõ số 1 lên nô chat được không ạ? Những anh chị nào đang là chủ doanh nghiệp, các anh chị gõ số 1 lên nô chat giúp tôi ạ. Và những anh chị nào đang đi làm cho một doanh nghiệp khác ạ, các anh chị gõ số 2 lên nô chat ạ. Và những anh chị nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhưng lại có ý định đi làm cho một doanh nghiệp khác sau mùa dịch ạ, thì chúng ta cũng gõ, thì chúng ta gõ số 3 vào chat đi ạ. Được. Chúng tôi hỏi như vậy thôi nhưng thực tế để chúng ta cùng nhau tìm lại cái động lực cho chính mình ạ. Khi mà chúng ta là một người chủ doanh nghiệp ạ, thì chúng ta sẽ tập trung vào để chúng ta phát triển doanh nghiệp của mình. Lý do mà chúng ta mở công ty ạ, ai trong số các anh chị đồng ý với tôi là khi mình mở công ty thì chúng ta mong muốn mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tiền hơn và gia đình mình hạnh phúc hơn ạ. Anh chị nào đồng ý thì chúng ta thả tim cho nhau trên màn hình đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta mở công ty mà chúng ta với một cái mong muốn mục tiêu là có nhiều tiền hơn, có nhiều thời gian hơn và chúng ta thấy mình hạnh phúc hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn thì đó thực sự là cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn ạ. Anh chị thả tim cho nhau ở trên màn hình đi ạ. Và bản thân tôi cũng như vậy. Nhưng có một sự thật đi các anh chị, không có nhiều thời gian. Khi mà doanh nghiệp càng phát triển thì công ty càng bận và chúng ta cũng càng bận ạ. Anh chị nào thấy điều này là đúng sự thật thì các anh chị gõ chữ Y dài vào chat ạ. Giữa cái điều mà chúng ta mong muốn là mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tiền hơn, chưa nói đến tiền, nhưng mà ít nhất là nếu công ty mình càng phát triển thì thời gian của mình lại càng quý hiếm hơn bao giờ hết ạ. Và đó chính là lý do vì sao mà mỗi một buổi sáng thì tôi sẽ thức dậy sớm hơn một giờ đồng hồ và ngồi ở cái chỗ tự kỷ kia, cái hình ảnh mà tôi chụp lên á. Và để chúng ta có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Và mỗi một ngày nếu tôi dậy sớm hơn một giờ đồng hồ thôi thì đồng nghĩa với việc là một năm là tôi sẽ có nhiều hơn những người khác 365 giờ. Đó là cách lựa chọn của chúng tôi, là của lựa chọn của tôi ạ. Vâng, và cuộc đời thì đối với tôi nó là một chuỗi lựa chọn. Chúng ta lựa chọn điều gì thì chúng ta có được cái kết quả đó từ cái sự lựa chọn của mình. Thế nên là tôi lựa chọn điều này. Cũng như là cái lý do thứ hai mà tôi đến với Action Code, mà tôi lựa chọn Action Code, thì đó là khi tôi là một người chủ doanh nghiệp thì có rất là nhiều điều mà phải trăn trở vật lộn. Tức là luôn luôn thử sai sửa với công ty của mình, luôn liên tục tìm cái cách nào đó để cho nó tốt hơn và tốt hơn nữa, và không bao giờ thấy có một cái sự hài lòng hay bằng lòng. Thậm chí doanh nghiệp nó còn giống như là cái bom cảm tử của mình, lúc nào mình nghĩ rằng mình còn thì công ty còn. Có những cái giai đoạn như vậy. Thế nên là đôi khi thì đã hiểu đúng nhưng đôi khi cũng không có hiểu đúng đâu các anh chị. Do đó mà tôi mất 13 năm để loay hoay xây xong cái công ty đầu tiên và mất 6 năm để xây xong công ty thứ hai. Và đến khi mà chúng tôi biết đến Action Code thì cái công ty thứ hai của chúng tôi cũng mất khoảng tầm hơn 2 năm sau thì tôi mới có thể đóng gói được và 100% toàn tâm toàn ý với Action Code như bây giờ. Giống như là full time 100% với Action Code và vô cùng biết ơn Action Code bởi vì điều đó. Anh chị có đồng ý với tôi rằng là chưa nói đến việc là giúp ai, đầu tiên giúp được mình thì mình mới có thể đi giúp được người. Nếu các anh chị đồng ý với tôi điều này thì gõ thật nhiều số 6 vô chat đi ạ. Mình đừng nói cái gì hay ho cao siêu khi mà mình bản thân mình còn chưa giúp được chính mình đúng không các anh chị?
Thế nên là đối với các nhà huấn luyện của chúng tôi thì lý thuyết cũng quan trọng, nhưng mà chúng tôi quan trọng cái sự hành động nhiều hơn ạ. Học quá nhiều nhưng mà không đi ra được kết quả thì nó cũng chỉ là những cái trí tuệ chết mà thôi ạ. Trí tuệ mà không ra tiền thì được gọi là trí tuệ chết. Cái điều này thì người Do Thái người ta thường xuyên dạy, người ta dạy con họ đấy ạ, là trí tuệ mà không ra tiền thì được gọi là trí tuệ chết, còn trí tuệ ra tiền thì mới được gọi là trí tuệ sống. Vậy chúng ta đọc sách quá nhiều, đi học quá nhiều đi, tôi cũng là một người đi học quá nhiều, thậm chí còn là giám đốc đào tạo của cả một cái tập đoàn rất là lớn trước khi tôi về ActionBot, đó là tập đoàn Accor. Thì học nhiều lắm, đọc nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi cứ hay nói với nhau. Tôi có một anh bạn, anh bảo là anh em mình ấy gọi là chuyên gia đấy, nhưng mà nhiều khi cũng chả dám được, mình có những người không có dám kêu mình là chuyên gia đâu, bởi vì là nếu mình tự hào là mình giỏi thì hãy hỏi mình là tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo ạ. Có những người mà cứ đi dạy làm giàu nhưng thực tế thì mình vẫn cứ đang loay hoay vật lộn thì có cái gì đó sai sai, đúng không anh chị? Vâng, thì cái lý do đầu tiên mà tôi đến với cái nghề này đó là tôi là một chủ doanh nghiệp. Và lý do thứ hai khi đến với cái nghề này đó là tôi mong muốn được những cái gì mà mình đã vượt qua được rồi ạ, thì mình mong muốn được chia sẻ lại, mình được giúp đỡ lại cho những người khác. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tôi vào BNI năm 2012, tháng mùng 8 tháng 1 năm 2012 với tư cách là thành viên của BNI Amazing Chapter. Và thời điểm đó thì sau đó cũng không lâu lắm đâu ạ, tôi đã trở thành giám đốc phát triển, gọi là mở các cái chapter ở BNI. Thì tại BNI Hà Nội 2 tôi mở 6 chapter ở Hà Nội 2. Không biết ở đây có anh chị nào ở các chapter của tôi mở không. Thường những chapter bắt đầu bằng chữ A là chapter mà tôi mở. Awesome Action, mới đây thì là chapter Amazon ở vùng MBN, tức là vùng Hà Nội 1 đấy. Vâng, thì trên thực tế là khi mở cái hành trình mở chapter thì nó có một cái vấn đề các anh chị hình dung là cứ lâu lâu lại thấy một anh chị biến mất, lâu lâu lại thấy một anh chị biến mất. Và 67% á, các thành viên BNI thì sẽ ra đi trong vòng một năm đầu tiên. Và đấy là cái mà những DNA chúng ta đều được học, đúng không ạ? Những anh chị nào làm DNA thì các anh chị biết cái công thức này. Và sang năm tiếp theo thì lại 67% ra đi mất đâu, không biết, đúng không ạ? Vậy thì có cái điều gì thú vị ở đây nhỉ? Khi mà các anh em mình lại cứ mất công vô cùng để chúng ta có được nhau, sau đó thì chúng ta gắn kết với nhau rồi chúng ta lại chia tay nhau. Thì đấy là cái điều trăn trở của tôi, và nó cũng là cái lý do tiếp theo mà tôi đến với BNI. Đến với ActionCode, khi mà chúng ta hiểu hơn và biết cái cách tự vận hành, tự xây dựng doanh nghiệp và nó bắt đầu tự động vận hành không cần có mình ở đó rồi, thì các anh chị có đồng ý là khi mình vượt qua được rồi mà mình nhìn thấy anh chị em bạn bè mình vẫn còn đang loay hoay vật lộn, thì cái người mà bình thường nhất thì cũng luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn mình, đúng không các anh chị? Và nếu như các anh chị giúp đỡ một ai đó mà các anh chị không cần phải biết là không cần phải có lời cảm ơn của họ đâu, mình trao một cái cơ hội kinh doanh cho người khác, mình đã thấy hạnh phúc, mình vui cả ngày luôn ấy, thậm chí vui cả tuần. Anh chị nào mà khi trao được cái referral cho bạn mình thì thấy vui cả tuần, thậm chí là trước khi mà đến cái ngày đi họp mình còn mong chờ để mình được đến cái ngày họp để mình trao cơ hội kinh doanh cho thành viên của mình thì các anh chị gõ giúp tôi số 8, nhiều số 8 vào ô chat được không ạ? Đấy là một cái niềm hạnh phúc vô cùng ạ. Khi mà mình trao đi, mình giúp đỡ ai đó, không nhất thiết là mình cần phải nhận được cái sự cảm ơn của họ đâu, nhưng mà bản thân mình cũng thấy hạnh phúc. Đó cũng là cái lý do mà tôi đến với ActionCode ạ. Nhưng mà khi mình giúp mọi người rồi thì mình giúp trên cái gì anh chị? Nếu mình giúp trên kinh nghiệm của mình chăng? Hay là mình giúp trên cái gì khi mà kinh nghiệm của mình nhiều khi nó chỉ đúng với mình, chưa chắc là đúng với người khác? Và cái điều này nó thôi thúc tôi đau đáu phải đi tìm ra một cái công cụ nào hay cái tổ chức nào mà nó đã được chứng minh là hiệu quả trên toàn cầu. Bởi vì khi mà tôi đi giúp mọi người hay là tôi chia sẻ với anh em ở trong BNI, nhưng mà bản thân tôi thì tôi chỉ thành công trên công ty của mình thôi, nhưng chưa chắc công ty của mình nó đã đúng với các lĩnh vực khác. Thì đó chính là lý do mà khi mình khát khao một điều gì đó thì người thầy sẽ xuất hiện. Và thời điểm đó thì anh Hồ Công Minh có nói với tôi là anh mang một cái tổ chức như thế này về Việt Nam và vân vân, thì anh bắt đầu chia sẻ với chúng tôi. Và thời điểm đó thì rất may mắn là tôi là một trong 6 người Việt Nam đầu tiên được cấp cái license của ActionCode tại Việt Nam. Thời điểm đó thì tôi đang mang bầu em bé thứ 3 nên là không có đi sang Las Vegas để đi học được, và học ở tại Việt Nam thôi, nhưng cũng là một trong 6 người Việt Nam đầu tiên. Và 6 người Việt Nam đầu tiên đó thì lần lượt các anh chị cũng đang trở thành firm owner, tức là các CEO của các firm ActionCode tại Việt Nam rồi. Rất là tuyệt vời ạ. Và cái lý do cuối cùng mà khi mà tôi đến với cái nghề này ấy, các anh chị, đó là khi mình giúp đỡ một ai đó, mình chia sẻ một điều gì đó thì cái niềm hạnh phúc của mình nó lớn hơn rất nhiều. Và có hai cái lĩnh vực mà nó mang tính chất là khi mà tôi còn nhỏ thì ông bà bố mẹ thì hay nói rằng là có hai cái lĩnh vực là lĩnh vực y tế và lĩnh vực giáo dục. Tại vì cả nhà tôi thì lại từ ông bà bố mẹ đều làm cái ngành giáo rất là nhiều,
và bố tôi thì lại đào tạo, lại dạy ở trong trường đại học y nữa. Thế thì ông có nói rằng là có hai cái ngành nghề, một là cái ngành y và hai là cái ngành giáo dục, là hai cái ngành nó để đời và chúng ta tạo phúc tạo đức cho đời rất là nhiều. Nhiều ngành nghề đều có thể tạo được cái điều đó, nhưng mà có hai cái ngành nghề này thì nó sẽ giúp cho ba mẹ đấy, bố mẹ tôi thì hay nói như vậy, trở nên là những cái con người hạnh phúc hơn, và mình gieo nhân tạo phúc cho con, cho cháu và cho chính mình. Và đó cũng là lý do mà tôi đến với cái tổ chức này, rất chi là yêu mến cái ngành nghề đào tạo cũng như là ngành nghề huấn luyện. Đào tạo gần 30 năm trong cái lĩnh vực đứng bục giảng, nhưng đến đối với tôi thời điểm này thì Action Code ạ. Vâng. Action Code nó không chỉ là đào tạo đâu các anh chị. Action Code không phải là một tổ chức đào tạo, nhưng mà họ dùng đào tạo trở thành cái công cụ để giúp cho chúng ta huấn luyện để ra kết quả. Và đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc khi đó. Chúng ta không phải lý thuyết nhiều mà chúng ta đi đến sử dụng cái ứng dụng luôn. Học đến đâu dùng đến đó, học đến đâu ra kết quả đến đó. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý là học đến đâu ra kết quả đến đó thì nó tuyệt vời hơn rất nhiều, và nó thực tế hơn rất nhiều, thực chiến hơn rất nhiều, thì các anh chị gõ số 7 vào ô chat đi ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là cái sự thực chiến đó thì nó sẽ ra làm sao. Ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau, không có ai dạy ai cả, chúng ta thống nhất với nhau là như vậy, và chúng ta chỉ có là trao đổi và chia sẻ thôi. Nên tôi kỳ vọng một điều đó là các anh chị sẽ cùng với chúng tôi hãy chia sẻ cởi mở nhất, hãy cùng nhau giao tiếp một cách cởi mở nhất để chúng ta có thể có được những cái điều mà chúng ta muốn thu nhận. Và đâu đó các anh chị hãy là cái cốc nước vơi. Cái lời kêu gọi của chúng tôi đó là hãy là nước, cái cốc nước vơi, và chúng ta đổ bớt nước của mình đi ạ. Nếu như mà doanh nghiệp của mình càng nhiều năm thì chúng ta càng nhiều kinh nghiệm, nhưng đâu đó giữa cái kinh nghiệm với cái thành công, đặc biệt là được đo bằng con số, nếu thành công được đo bằng con số thì chưa chắc kinh nghiệm của mình với cái con số lợi nhuận và dòng tiền của mình nó đã tỷ lệ thuận với nhau. Nếu anh chị nào đồng ý với tôi điều này gõ thật nhiều chữ y dài vô chat ạ. Chưa chắc cái kinh nghiệm của mình với cả cái thu nhập, cái con số của mình trong doanh nghiệp của mình nó đã tỷ lệ thuận với cái số năm kinh nghiệm của mình. Nếu anh chị đồng ý điều này thì gõ chữ y dài vào ô chat ạ. Có một sự thật đó là trong quá trình chúng tôi làm nghề này thì tôi phát hiện ra là có những cái doanh nghiệp với các anh chị. Năm ngoái tôi bắt đầu ký hợp đồng và làm việc với một doanh nghiệp mà các bạn này sinh năm 1998. Khi mà tôi nói là tại sao mà các em trẻ như thế mà có thể làm được những cái điều tuyệt vời như thế này. Các anh chị biết không, 1.700 tỷ là cái con số đầu tiên khi chúng tôi khoanh vùng lại, bắt đầu làm việc với các nhà huấn luyện của chúng tôi. Đây là một công ty về phần mềm ạ. Bạn giám đốc tên là Sơn, và bạn ý nói rằng là 100%, nếu kết cấu doanh thu của chúng em là 100% thì 80% đến từ thị trường Nhật, 10% đến từ thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ, và 10% còn lại mới đến từ các quốc gia khác còn lại mà không phải là Việt Nam. Sinh năm 1998 nhưng lại kinh doanh với một cái số doanh thu, kết quả doanh thu là 1.700 tỷ một năm, và lúc đó là 767 nhân viên gì đó. Và các bạn ấy có hai chi nhánh, một là chi nhánh ở Việt Nam, một cái cơ sở ở Việt Nam, và một cái chi nhánh ở bên Nhật, ở Nagasaki ở bên Nhật. Thế thì đấy là một cái điều mà rất là thú vị. Và sau một thời gian khoảng cho đến giờ phút này là hơn một năm chúng tôi làm việc với bạn ấy, thì doanh thu của các bạn ấy cũng đã tăng lên đến 3.000 tỷ, 3.120 mấy tỷ đó. Cộng với cả số lượng chi nhánh của các bạn đã tăng thêm một chi nhánh ở Hồng Kông và một chi nhánh nữa ở Ấn Độ. Và bây giờ thì đang có chính xác là hơn 1.000 nhân sự cho gần đấy chi nhánh luôn. Và đây là một cái, có điều gì thú vị khi các bạn rất là trẻ mà các bạn đã làm những cái điều như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giao tiếp cởi mở để làm thế nào mà những cái điều mà chúng ta đã biết ấy, thì chúng ta chỉ ngồi với nhau khám phá lại những điều mà chúng ta đã biết thôi, nhưng mà hãy biến tất cả những cái điều mà chúng ta đã biết trở thành tiền và trở thành cái hiệu quả mà chúng ta đo lường được ạ. Và hãy tham gia 100% ạ, để chúng ta nhận về được nhiều hơn. Bởi vì đừng làm cái gì nửa vời, đừng làm cái gì hời hợt ạ. Ở trong BNI khi mà chúng tôi hay đào tạo cái chương trình gọi là MSP hay là chương trình MYS, thì tôi hay chia sẻ với các anh chị đó là có một cái câu nói ạ, cái gì đau bụng uống nhân sâm ấy, đau bụng uống nhân sâm. Khi cái anh nào anh mới nghe được đến đúng cái câu là đau bụng uống nhân sâm rồi thì anh ấy đứng dậy, anh đi ra ngoài, và rồi thì anh ấy về nhà, anh ấy làm nghề
nghề y đấy, nghề bốc thuốc cho bệnh nhân. Và sau đó thì anh ấy nhớ rằng là khi mà bệnh nhân đau bụng ấy, thì thầy dạy là uống nhân sâm và anh bốc thuốc cho bệnh nhân như vậy, sau đó thì bệnh nhân chết. Khi bệnh nhân chết thì anh quay lại anh gặp bác sĩ, anh gặp thầy giáo của anh hỏi là anh bảo thế tại sao mà thưa thầy con làm như vậy mà bệnh nhân của con lại bị vấn đề, tại sao thầy dạy con mà tại sao kết quả lại như vậy. Thì thầy, người thầy rất là đau buồn khi mà hỏi rằng là này anh, thế thì ngày hôm đó khi mà tôi dạy đến phần đó thì tôi lại thấy anh đi ra ngoài, thế thì anh có biết rằng là đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử và cái vế đằng sau của nó là như vậy, thì lúc đúng cái lúc mà thì tắc tử thì anh đi ra ngoài không? Đúng không? Chúng ta hãy tham gia 100% để chúng ta nhận về 100%, nhiều hơn 100%. Hãy đừng làm gì nửa vời, hãy làm việc một cách trọn vẹn đi ạ. Và trong có 2 tiếng đồng hồ buổi sáng ngày hôm nay thôi, thì tôi cam kết là cũng không mất quá nhiều thời gian của chúng ta đâu. Nhưng mà làm tới đâu, học tới đâu, dùng tới đó và ra kết quả tới đó. Và làm những nhà huấn luyện thì chúng tôi biết đáp án là gì, thậm chí là có cái công cụ để giúp anh chị tìm được đáp án. Nhưng chúng tôi sẽ không nói ngay đáp án là gì đâu, mà chúng tôi sẽ giống như là những cái người bạn không dễ chịu lắm của các anh chị. Và chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi, rồi chúng tôi sẽ cùng với các anh chị kể ra những câu chuyện, để từ những câu chuyện, từ những câu hỏi của chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị hình dung ra những giải pháp đâu đó cho chính doanh nghiệp của mình. Do đó mà Action Coach có một cái slide rất là nổi tiếng, đó là cho người ta con cá, cho ai đó con cá thì chỉ nuôi được họ một ngày thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta cho nhau cái cần câu và phương pháp câu thì chúng ta sẽ giúp nhau cả đời ạ. Tức là chúng ta đang hỗ trợ cho nhau nhiều hơn. Và cũng tương tự như vậy thì chúng tôi kêu gọi một điều, đó là nếu anh chị muốn doanh nghiệp của mình, nhân viên của mình, đội ngũ của mình thực sự phát triển, thì các anh chị đừng làm ơn, đừng cho nhân viên của mình đáp án ngay lập tức. Nếu họ hỏi A, các anh chị cho đáp án A luôn, họ hỏi B cho đáp án B luôn, thì nhân viên của mình họ không lớn được đâu ạ. Đây là trải nghiệm xương máu của tôi ạ. Và có những thời điểm mà tôi cho nhân viên đáp án xong rồi mà nhân viên làm cũng không được, và điên lên tôi trả lời và tôi làm luôn. Và tôi là người trả lương cho nhân viên, nhưng tôi hùng hục đi làm luôn công việc của nhân viên. Và tôi phát hiện ra là nếu tôi làm thì chỉ mất khoảng độ 2 tiếng xong, nhân viên làm có khi 2 tuần không xong, nhân lên làm luôn. Và có điều gì thú vị ở đây, khi mà mình làm như vậy, nhân viên thì ngồi chơi, mình thì bận hùng hục cả ngày. Ai trong số các anh chị có trải nghiệm này ạ, hoặc biết những người như thế này, anh chị vui lòng mà gõ số 0 ạ. Tôi mong rằng là sẽ không có mấy người có cái trải nghiệm tương tự giống như tôi ạ. Trả lương cho nhân viên nhưng mà mình lại là người làm, và rồi thì trong lòng mình thấy không thoải mái. Và điều đó có cái gì đó sai sai trong cái quá trình mà mình đang làm ạ. Thế nên là muốn nhân viên mình lớn được thì chúng ta cũng dùng đúng cái phương pháp coaching ạ. Các anh chị hãy trở thành những nhà huấn luyện xuất sắc trong doanh nghiệp cho của chính mình đi ạ, cho chính nhân viên của mình đi. Rồi ạ, ngày hôm nay thì chúng ta tạo cái lợi thế cạnh tranh. Vậy thì nếu như mình muốn tạo được cái lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp của mình, thì thay vì các anh chị dạy dỗ nhân viên, thì chúng ta sẽ làm công việc là trở thành nhà huấn luyện của nhân viên của mình đi ạ. Đấy cũng là một trong những cái phần văn hóa doanh nghiệp mà lúc nãy có một anh nói rằng là nghĩ đến cái chủ đề này thì là nghĩ đến cái việc đào tạo và dạy dỗ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta tìm một cái góc nhìn mới, đó là chúng ta trở thành những cái nhà huấn luyện, những người coach trong doanh nghiệp của mình ạ. Và tiếp nữa đi ạ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại những cái điều mà chúng ta đã biết thôi mà. Ngày hôm nay chỉ tìm lại những điều mà đã biết thôi. Tôi sẽ hơi dông dài một chút cái đoạn đầu tiên để các anh chị thấy rằng là mọi thứ đều bắt đầu bằng mindset và tư duy hết. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiều hơn bằng tư duy, bởi lẽ cái gì có trong đầu thì cái đó sẽ có trong tay ấy, các anh chị. Cái gì mình có trong đầu cái đó mình sẽ có trong tay nếu mình bắt đầu bằng những tư duy tích cực. Và đối với doanh nghiệp của các anh chị cũng vậy, khi mà các anh chị đào tạo huấn luyện cho nhân viên của mình cũng sẽ bắt đầu bằng tư duy. Tư duy đúng thì sẽ cho hành động đúng, cho cảm xúc đúng, cho hành động đúng, hành động đúng, cho thói quen đúng, và thói quen đúng cho kết quả đúng. Thế nên là chúng ta ở đây ngồi nhau với nhau, cùng với nhau ở đây 2 tiếng đồng hồ chỉ tìm lại những điều mà chúng ta đã biết. Nhưng hãy làm thật tốt cái thứ mà chúng ta đã biết, bởi vì giữa biết, hiểu, làm được, làm thuần thục là khác nhau hoàn toàn. Nếu anh chị nào đồng ý với tôi điều này, gõ số 6 vào chat thật nhiều ạ. Chúng ta tập thể dục các ngón tay để chúng ta tương tác với nhau. Biết, hiểu, làm được, làm thuần thục là khác nhau rất nhiều luôn. Ai cũng biết là phải tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh như thế nào đây và làm thế nào? Và văn hóa doanh nghiệp nó là cái gì? Nghe hời hời suốt ngày trên đài báo TV, nhưng mà nó sống như thế nào trong doanh nghiệp của mình, và nó biến nó trở thành lợi thế cạnh tranh cho mình? Hay tích đến của mình là cái gì ạ? Nhiều người cứ nói rằng là tôi có vấn đề về nhân viên, nhân sự ạ. Trong cái nghề này chúng tôi làm việc thì chúng tôi phát hiện ra là quá nhiều anh chị khi đến gặp coach thì nói rằng là công ty tôi rất có vấn đề về nhân viên. Đội ngũ cực kỳ là có vấn đề, nhân viên của tôi nó vô trách nhiệm, nhân viên nó thụ động, nhân viên không chịu làm việc. Và tôi cứ phải bận rộn suốt ngày, họ kêu ca rất nhiều về nhân viên. Và câu hỏi của tôi đó là
sao ạ? Theo các anh chị thì với một người Việt Nam, công ty chúng ta đang kinh doanh ở Việt Nam, chúng ta đang kinh doanh bằng người Việt Nam, đúng không ạ? Và câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là các doanh nghiệp nước ngoài hay các doanh nghiệp tập đoàn hay các doanh nghiệp phát triển bền vững mà họ kinh doanh ở Việt Nam, họ đang kinh doanh trên người Việt Nam hay người nước ngoài? Cũng là người Việt Nam. Vậy thì lý do gì mà các doanh nghiệp mà người ta có hệ thống phát triển bền vững, người ta không có vấn đề bởi con người, thì tại sao chúng ta là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng ta cứ loay hoay vật lộn với người suốt ạ? Họ cũng kinh doanh trên người Việt Nam, họ cũng làm việc trên người Việt Nam, vậy tại sao không có vấn đề, mà lý do gì mà mình lúc nào cũng có vấn đề? Và nếu như chúng ta tuyển nhân viên vào ạ, thì chúng ta có phải chịu trách nhiệm với cái sự tuyển dụng đó của mình không anh chị? Có hay không? Anh chị chỉ cần gật gật thôi. Mình là người tuyển nhân viên của mình vào ạ, mình phải chịu trách nhiệm với họ chứ, đúng không ạ? Thế bây giờ đến khi mà họ có vấn đề thì theo các anh chị, trên tinh thần gánh trách nhiệm và chịu trách nhiệm cũng như làm chủ vấn đề, thì cái vấn đề đó đến từ mình hay là vấn đề đó, lỗi đó là đến từ nhân viên ạ? Nếu mà đến từ nhân viên ạ thì các anh chị gõ số 1 đi ạ. Còn nếu mà đến từ mình ạ, các anh chị gõ số 2 ạ. Vậy thì thay vì cho việc chúng ta nghĩ rằng nhân viên mình có vấn đề hay hệ thống mình có vấn đề, đội ngũ có vấn đề hay là thị trường có vấn đề hay Covid nó đến, thì thay vì như vậy chúng ta hãy quay vào bên trong, tiên trách kỷ hậu trách kỷ luôn ạ. Đầu tiên trách mình, sau cũng là trách mình luôn. Thế thì chúng ta nghiêm khắc về điều đó. Trong 2 giờ đồng hồ tới này, trong 2 giờ đồng hồ này, chúng tôi xin phép anh chị cho phép tôi trở thành nhà huấn luyện của các anh chị. Các anh chị có đồng ý điều này không? Nếu đồng ý các anh chị gõ y dài vào chat ạ. Các nhà huấn luyện chúng tôi chỉ cần 1 giờ làm việc thôi ạ, các anh chị đã mang về vô cùng nhiều thứ rồi, và có khi là làm cả tuần cũng chưa chắc đã hết. Thế nên là chúng ta không cần phải quá vội, nhưng mà làm đâu chắc đấy. Và chúng tôi trở thành nhà huấn luyện khi và chỉ khi chúng tôi là những người vô cùng nghiêm khắc ạ. Chúng tôi sẽ là những người kỷ luật và giữ kỷ luật và nghiêm khắc đối với khách hàng của mình. Bởi vì chỉ khi mà kỷ luật đủ thì mới yêu thương đủ thôi. Nếu mà mình yêu thương nhau nhưng mà chúng ta lại không có kỷ luật thì doanh nghiệp cũng không đi đến đâu cả. Kỷ cương đi trước và yêu thương đi sau. Nếu anh chị đồng ý thì gõ cho tôi kỷ cương đi trước, yêu thương đi sau ạ. Trong chính doanh nghiệp của mình và cho chính mình luôn ạ. Và nếu anh chị đồng ý là tôi trở thành nhà huấn luyện của các anh chị trong 2 giờ đồng hồ này, thì các anh chị cũng cho phép chúng tôi kỷ cương đi trước và yêu thương đi sau ạ. Rất là tuyệt vời với các anh chị. Khi mà chúng ta đã có được sự đồng thuận với nhau rồi, chúng tôi cũng tự tin hơn khi làm việc với các anh chị. Bởi vì đây là những điều mà vô cùng quan trọng, gọi là gì nhỉ? Được lòng trước, mất lòng trước được lòng sau ấy các anh chị. Gọi là mất lòng trước được lòng sau ấy. Action Code người ta cũng có cái cách dạy như vậy. Khi mà tôi vào Action Code thì tôi thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì tất cả những cái gì cần nói là họ nói trước luôn. Họ nói trước luôn ạ. Kỷ cương trước, yêu thương sau ạ. Cái gì cần phải nói, mất lòng trước được lòng sau. Sau này khi đã thống nhất với nhau rồi, hiểu nhau rồi, thì lúc đó chúng ta làm việc với nhau. Và ngay kể cả trong quá trình tôi mở chapter ở BNI, tôi cũng nói là làm việc với tôi là rất khó chịu. Nhưng mà là khó chịu xong ấy, thì các cái chapter đó hay các anh chị nhận được cái giá trị trung bình trên một cái ghế mà chúng ta ngồi ở BNI là bao nhiêu thì chúng ta tự biết rồi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không phải thuyết phục nhau để mà tiền đút vào túi cái người đó đâu. Đúng không ạ? Chúng ta không cần phải làm cái việc đó, mà chúng ta chỉ cần là hãy kỷ cương thì tự nhiên yêu thương sẽ đến ạ. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá lại những điều mà chúng ta đã biết mà thôi. Thế nên là ôn lại và nhắc nhớ lại một chút ạ. Thì chúng ta có tất cả là 12 tuần. Vậy thì tuần này là tuần thứ 3. Và tuần sau nữa, cứ cách một tuần chúng ta gặp nhau một lần. Mỗi một lần sẽ là 2 tiếng ạ. Và 2 giờ đồng hồ này nó tương đương với chương trình huấn luyện của Action Code, được gọi là chương trình Step Up ạ. Chương trình huấn luyện của Action Code cứ cách tuần gặp nhau một lần, mỗi lần 2 giờ đồng hồ. Và như vậy thì xin lỗi, mỗi lần là chỉ có 1 tiếng thôi. Trên gói Step Up của Action Code là có 1 tiếng thôi. Và 39 triệu trong một tháng đó các anh chị. Và chúng tôi dành tặng cái món quà tặng này dành cho tất cả chúng ta nhiều hơn so với các anh chị em khác. Và đây là cái đặc quyền của chúng ta khi là thành viên của BNI. Thì ngày 23 tháng 10 chúng ta sẽ gặp lại nhau với một cái chủ đề, đó là làm sao để quản trị tiền hiệu quả cho doanh nghiệp của mình ạ. Ai trong số các anh chị thấy chủ đề này vô cùng quan trọng với chính mình và công ty của mình, các anh chị gõ số 9 ạ vào ô chat đi ạ. Số 9 là thể hiện sự trường tồn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà không có tiền thì cái yếu tố đầu tiên nó đã không tồn tại được rồi, đúng không các anh chị? Và các anh chị hãy ngay lập tức bỏ điện thoại của mình ra hay là gõ vào lịch của mình đi ạ. Ngày 23 tháng 10 với chủ đề làm sao để quản lý tiền hiệu quả hay quản trị tiền hiệu quả cho doanh nghiệp của mình ạ, thì chúng ta sẽ tham dự, sẽ gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10, cách sau đây một tuần nữa. Và
Và để hỗ trợ các anh chị nhiều hơn thì sau mỗi một buổi như thế này, các anh chị nào chưa vào trong cái group gọi là group Zalo Business Action á, thì các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi để được tham gia vào trong cái group đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục follow up và chúng tôi theo sát với cả các anh chị về những cái kiến thức mà chúng ta học mỗi một ngày, thì chúng ta sẽ cùng nhau học mỗi một buổi chúng ta học như thế này, hay là chúng ta cùng group coaching như thế này, gọi là huấn luyện nhóm như thế này xong thì chúng tôi cùng theo dõi cái kết quả, cái tiến độ phát triển của các anh chị trên các cái nhóm, trên nhóm Business Action nhé. Và tôi có 6 câu hỏi sẽ hiện hết lên màn hình ở đây ạ. Các anh chị có thể lấy điện thoại các anh chị chụp lên màn hình giúp chụp lại giúp tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là lợi thế cạnh tranh là gì ạ? Chúng ta đang hiểu cái lợi thế cạnh tranh là gì bây giờ? Để chúng ta trả lời câu hỏi này ạ, xin mời các anh chị sẽ gõ lên ô chat và lần lượt chúng ta cũng có thể bật màn hình, bật mic lên để chúng ta cùng giao lưu với nhau ạ. Câu hỏi số 1 mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới các anh chị đó là lợi thế cạnh tranh là gì? Cái cách mà chúng ta tiếp cận một vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, bao nhiêu người và làm thế nào? Đúng không ạ? Cách thức mà chúng ta cùng nhau tiếp cận một vấn đề. Rồi bây giờ lợi thế cạnh tranh là gì theo các anh chị ạ? Xin mời anh Cảnh Toàn lên Master Chapter được không ạ? À, anh chị khác chúng ta cứ làm gõ vào ô chat cho câu hỏi đầu tiên ạ, trả lời giúp tôi cho câu hỏi đầu tiên lợi thế cạnh tranh là gì ạ trong suy nghĩ của các chị. Xin cảm ơn cô Hoàng Thu. Thưa các anh chị, với suy nghĩ của tôi thì lợi thế cạnh tranh ở đây chính là những cái sự khác biệt mà đem lại lợi thế cho doanh nghiệp của mình so với đối thủ. Đó có thể là sản phẩm, nó có thể là giá, nó có thể là chất lượng phục vụ và hay là văn hóa của doanh nghiệp chúng ta, đội ngũ của chúng ta. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Có anh chị nào rất tuyệt vời, có anh chị nào có cái câu trả lời khác không ạ? Vâng, mời anh Vũ Mười ạ. À, mời chị Vũ Mười ạ, vâng. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Tôi nghĩ là lợi thế cạnh tranh thì cũng như anh vừa chia sẻ, thì còn riêng tôi thì tôi thấy là mình có một cái sự khác biệt ở trong cái phục vụ, bởi vì tôi làm nghề dịch vụ á, thì có sự phục vụ cũng như là cái nền tảng để mà phục vụ khách hàng nó cũng phải có một cái sự khác biệt ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Lợi thế cạnh tranh là sự khác biệt ạ. Tiếp theo ạ, còn anh chị nào có cái định nghĩa khác không ạ, hoặc là góc hiểu khác không? Chúng ta cứ chia sẻ và trao đổi nhất. Đây là một cái góc trao đổi mở nên là chúng ta cứ thoải mái, thì chúng ta còn học hỏi lẫn nhau ạ. Vâng, mời chị, mời anh đi, mời tôi đang nhìn, à không, lại nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chị Hải Phương ạ. Vâng, xin mời chị Hải Phương ở Leader Chapter ạ. Vâng, theo chị Hải Phương ở bên MB Bank ạ, MB Bank ạ. Vâng, thì lợi thế cạnh tranh là gì ạ? Theo em nghĩ lợi thế cạnh tranh là cái một cái điểm khác biệt và một cái rất là riêng của mình, làm sao để người ta, để cho cái khi mà khách hàng hay là ai mà sử dụng thì cảm thấy đó là một cái điểm khác biệt, người ta cảm nhận là rất riêng, để mình lấy những cái điểm riêng đó của mình, những cái điểm đó của mình để mình cạnh tranh với các đơn vị khác, các đơn vị cùng ngành của mình. Dạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Có rất nhiều anh chị đang giơ tay ạ. Em xin mời anh Mạnh ạ, Đồng Phục ạ. Và anh Quang Hảo chuẩn bị. Dạ, em xin chào tất cả anh chị ạ. Theo góc nhìn của em thì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là những cái giá trị mà chúng ta trao cho khách hàng mà đối thủ của chúng ta không làm được ạ. Hay quá, có thêm một ý nữa là đối thủ của chúng ta không làm được mà chúng ta lại làm được. Rất hay ạ. Các anh chị khác chúng ta cũng tiếp tục gõ lên ô chat đi ạ. Và chúng ta sang cái câu hỏi thứ hai đi. Tại sao thì lại phải tạo lợi thế cạnh tranh ạ? Vâng, xin mời xin mời chị Mai bên Bất Động Sản Long An ạ. Vâng. Theo em nghĩ rằng là em vừa giơ tay thì anh vừa nói luôn, có nghĩa là đó là những điều mà đối thủ của mình không làm được. Cái thứ hai là những cái ưu điểm, cái là những cái thế mạnh của mình mà những cái đơn vị không làm được. Ví dụ như là Mai làm về bất động sản ở Long An thì là Mai là người địa phương, thì đó là một cái lợi thế của Mai so với lại những đơn vị khác. Là Mai nghĩ như vậy ạ. Okay. Cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chị Mai. Vậy tại sao thì chúng ta lại phải tạo lợi thế cạnh tranh ạ? Các anh chị tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai ở trên chat và chúng ta cũng bật mic để chúng ta cùng chia sẻ ạ. Tại sao lại phải tạo lợi thế cạnh tranh ạ theo anh Ngô Ánh ạ? Cái lợi thế cạnh tranh thì trong kinh doanh thì về cạnh tranh là phải tạo một sự cạnh tranh để cùng nhau phát triển vậy. Vâng, để cùng nhau phát triển ạ. Vâng, cảm ơn anh và mời anh Lưu Phúc cũng như chị Hạnh chuẩn bị ạ. Chị Hạnh Union ạ, máy lọc nước chuẩn bị ạ. Tại sao thì mình phải tạo lợi thế cạnh tranh anh ạ? Anh Phúc bật mic lên ạ. Vâng. À dạ, vâng.
cái lợi thế cạnh tranh đó là mình muốn doanh nghiệp mình muốn tồn tại thì mình phải có một cái sản phẩm, rồi mình tạo một cái uy tín, rồi cạnh tranh về giá, rồi về cạnh tranh về cái sản phẩm. Thì cái doanh nghiệp của mình làm sao một cái sản phẩm nó là đạt chất lượng để mình đi tới một cái phân khúc thị trường và cái mục tiêu của doanh nghiệp mình hướng tới. Để mình buộc mình phải đấu tranh để cạnh tranh sự tồn tại của doanh nghiệp. Dạ. Tạo lợi thế cạnh tranh là để chúng ta tồn tại, đúng không ạ? Tôi bắt được cái keyword rất là hay của anh ạ. Và nhưng mà lúc đấy thì tôi có nghe thấy một cái câu là cạnh tranh bằng giá, thì đó là một điều mà Action Code không có khuyến khích, các anh chị. Mấy tuần nữa thì chúng ta sẽ có một cái chương trình để mà gặp lại nhau, thì chúng tôi sẽ phân tích với các anh chị một cách rất là chi tiết và khách quan luôn, để các anh chị sẽ nhìn thấy là khi mình cạnh tranh bằng giá thì mình sẽ kéo sập cả thị trường như thế nào, và mình sẽ là người chết đầu tiên trước khi mình kéo sập thị trường. Thế thì tại sao lại là như vậy thì các anh chị sẽ chờ đợi mấy tuần nữa chúng ta gặp lại nhau ạ. Với cái chủ đề đó rất là nguy hiểm ấy các anh chị, nếu mà chúng ta mà cạnh tranh bằng giá, thế nên là hãy để cho đối thủ cạnh tranh bằng giá đi, còn chúng ta thì chúng ta sẽ cạnh tranh bằng văn hóa doanh nghiệp, bằng đích. Đúng rồi, bằng văn hóa doanh nghiệp, bằng đích đến, bằng sản phẩm, bằng chất lượng, bằng dịch vụ, anh chị nhé. Và xin mời, cảm ơn anh ạ, xin mời chị Hạnh ạ và chị Nga chuẩn bị. Dạ, cảm ơn chị Thu ạ. Thì theo tôi là lợi thế cạnh tranh có nghĩa là lợi thế của doanh nghiệp mình so với các đối thủ cạnh tranh. Cho nên thì tôi nghĩ là mình còn phải có tạo lợi thế cạnh tranh, bởi nó là yếu tố quyết định sự thành công và sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Dạ, xin cảm ơn. Hay quá, biến khuyết điểm của đối thủ trở thành ưu điểm của mình. Anh Lam, luật sư Lam nói rất hay ạ. Và để được khách hàng mục tiêu lựa chọn và trung thành thì chúng ta phải tạo lợi thế cạnh tranh. Và xin mời anh chị tiếp theo nhỉ? Lúc nãy tôi vừa nói mời ai nhỉ? Tại vì nó lại bị trôi. Nga. Vâng, mời chị Nga. Dạ. Theo Nga, theo cái cách nghĩ của Nga thì tại sao phải có lợi thế cạnh tranh? Thực ra là mình luôn có cái xu hướng, ngay cả doanh nghiệp mình lẫn khách hàng mình, tạo ra những cái điểm nhấn là thứ nhất, thứ hai là đem lại cái lợi thế về mặt dịch vụ, về mặt chất lượng sản phẩm là tốt nhất cho cả hai bên. Ví dụ như là giảm chi phí chẳng hạn, hoặc là đưa lại những cái giải pháp nào mà thông minh hơn cái đối thủ cạnh tranh của mình chẳng hạn. Thì cái lợi thế cạnh tranh là bao giờ để mọi người nhận biết mình tốt hơn trên thị trường về mặt về mặt chất lượng này, cũng như là về mặt dịch vụ này, văn hóa cũng được. Thì cái điều tạo cạnh tranh để mình tồn tại tốt hơn trong mọi cái tình huống rủi ro và trong mọi cái hoàn cảnh mà doanh nghiệp phải đối mặt. Thì theo rất là hay ạ. Vâng, chúng ta có rất là nhiều những cái góc nhìn nha. Các anh chị tiếp tục trả lời trên ô chat giúp tôi ở câu hỏi số 2. Và bây giờ chúng ta chuyển qua tiếp tục trả lời trên ô chat câu hỏi số 3. Và chúng ta cũng tiếp tục giao lưu ạ. Ở câu hỏi số 3 đó là: anh chị đang tạo lợi thế cạnh tranh cho chính công ty của mình bằng cách nào? Bây giờ hiện tại thì chúng ta đang tự mình ấy, tạo cái lợi thế cạnh tranh cho công ty của mình bằng cái cách nào nhé. Vâng, xin mời chị Hồng Trần được không ạ? Chị Trần Hồng ạ, chị Hồng ạ, Royal ạ. Dạ rồi, em chào mọi người ạ. Em xin nói câu 2, câu 3 luôn. Trước tiên mình phải tạo lợi thế cạnh tranh để có thể là khách hàng luôn luôn nhớ đến mình để chọn mình. Cho nên là cách gì họ cũng phải nhớ đến mình để mà họ chọn mình đầu tiên trong các đối thủ. Cái thứ ba đó là mình sẽ tạo lợi thế cạnh tranh của công ty bằng những cách là: cái nhất, mình xây dựng được cái chất lượng sản phẩm có uy tín. Cái thứ hai là mình tạo được cái sự mà phục vụ tốt để cho họ luôn luôn biết rằng là sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì đó là ưu tiên hàng đầu để mà khách hàng chọn mình, là mình tạo cái sự uy tín đó. Theo ý của em là như vậy, để cho mọi người luôn luôn nhớ đến mình để mà mình tạo cái lợi thế cạnh tranh. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Vậy thì vâng, xin mời anh Bình đi ạ. Nếu anh Bình bên Miracle ạ, công ty của anh thì hiện nay đang tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách nào ạ? Và chị Hòa thảm sàn bên Gen ạ, chuẩn bị ạ. Bên mình thì đang tạo lợi thế cạnh tranh bằng cái sự chăm sóc khách hàng, bằng cái dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nó sau khi mà bán hàng, mình sẽ review lại và hỏi lại khách hàng sử dụng cái cách mà mình giao hàng, cái cách mình lắp đặt nó có hài lòng hay không. Xin cảm ơn. Sự hài lòng của khách hàng. Tức là anh đang dùng cái sự hài lòng của khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh. Đó chính là dịch vụ, đúng không ạ?
Vâng, có anh chị nào có cái cách mà tạo lợi thế cạnh tranh khác với cả bên chỗ anh không ạ? Các anh chị cứ chủ động chúng ta cùng bật mic chia sẻ ở mấy anh Hùng Trần được không ạ? Tôi có thấy anh Hùng Trần ở Planet ạ? Vâng, anh Hùng Trần ạ. Vâng, 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 em chào chị, chào các anh chị. Theo em thì tạo cái lợi thế cạnh tranh cho công ty thì chủ yếu bên em thì đó là về cái dịch vụ và sản phẩm đó chị. Dịch vụ thì ví dụ như cái phong cách phục vụ của mình, tính chuyên nghiệp, rồi tác phong khi gặp khách hàng, và sản phẩm thì mình đưa đến sản phẩm cho khách hàng cảm thấy hài lòng. Thì như vậy là những cái đó cũng gói gọn trong một cái tư vấn của mình ngay lúc đầu với khách hàng. À, tức là ngoài cái việc là sự hài lòng ra thì có cái phần tư vấn làm sao cho tốt đúng không anh? Đấy là cái chất lượng gọi là tư vấn, cũng nó vẫn là câu chuyện về sự hài lòng của khách hàng, về cái chất lượng dịch vụ của mình ạ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vâng, có anh chị nào có một cái cách làm khác không ạ? Tức là dịch vụ là đương nhiên là chúng ta phải làm tốt rồi, nhưng mà chúng ta còn có phương án nào khác, giải pháp nào khác, cách làm khác không ạ? Tôi vừa nhìn thấy anh Mạnh ạ. Vâng, xin mời anh Mạnh ạ. Dạ, em nghĩ là em làm theo cách này, tức là em sẽ nâng cao cái năng lực của doanh nghiệp của mình lên bằng cách là giảm cái thời gian và cái hiệu quả công việc của doanh nghiệp để tạo ra cái giá trị cao hơn. Ví dụ giống như bên em may đồng phục thì bên em sẽ rút ngắn cái thời gian mà sản xuất bằng cách là tạo ra một cái quy trình nó ngắn gọn và tạo ra sản phẩm nhanh hơn. Thì như vậy thì em sẽ giao hàng cho khách nhanh hơn, đáp ứng được cái thời gian của khách hàng. Cái thứ hai nữa là khi mà cái hiệu suất của em cao á, thì cái giá thành của em nó sẽ giảm xuống. Đó. Hay quá. Tập trung vào hiệu suất đó, để tăng cái sự cũng là cái lợi ích cho khách hàng nhiều hơn ạ. Bằng cái việc là tập trung vào tăng hiệu suất cho doanh nghiệp và từ đó thì giảm thiểu các cái gọi là công đoạn thừa đúng không ạ? Tức là mình sẽ lean á, tức là lean mình làm cái theo cái tư duy gọi là lean thinking, tức là tinh gọn hóa đi, đúng không ạ bạn Mạnh? Dạ đúng rồi. Hay quá. Vâng, em mời anh Dũng ạ. Các anh chị thấy không ạ? Chúng ta đang học từ nhau rất là nhiều ạ. Các anh chị tiếp tục gõ lên nó chat đi ạ. Chúng ta sẽ học từ lẫn nhau ạ, cũng rất nhiều. Vâng, em mời anh Dũng và chị Kiều Phương bên Ba Gian chuẩn bị ạ. Tôi thấy tất cả các ý kiến của các bạn ban nãy nói thì rất là đúng rồi. Ví dụ như chúng ta phải tạo một cái niềm tin uy tín đối với khách hàng, phải tạo sự hài lòng khách hàng. Nhưng có một cái mà tôi muốn đề cập đến, đấy là sự định hướng khách hàng. Tức là chúng ta tạo ra cái sản phẩm của mình, nó mang lại một cái mục tiêu gì đó. Ví dụ như là mang lại cái sự môi trường xanh chẳng hạn, hoặc là ăn uống sạch chẳng hạn, hoặc là một cái tầm nhìn gì đó mà của công ty chúng ta đặt ra, định hướng cho khách hàng. Thì khi khách hàng người ta thấy rằng là cái hoạt động của chúng ta, cái sản phẩm của chúng ta ấy, nó sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp, mang đến một cái hướng đi mới, thì đó cũng là một cái cách mà rất hay mà chúng ta cần phải thế cạnh tranh. Hình như là anh đọc được cái bài giảng, bài chia sẻ của em hôm nay thì phải. Thế nên là anh nói một phần trong đáp án nào đó rồi đấy anh ạ. Vâng, chúng ta dùng cái đích đến, chúng ta định hướng cho khách hàng, educate khách hàng ạ, gọi là đào tạo cho khách hàng và định hướng thông qua cái sản phẩm của mình tới hướng tới những cái điều tích cực, hướng tới những cái điều tốt đẹp. Có những cái người mà tôi nhớ là tôi có gặp một cái bạn này sinh năm 90 lâu rồi, nhưng cách đây vài năm rồi mà bạn ấy có nói rằng là em mở một cái thương hiệu gọi là rau yêu thương. Bạn ấy là kinh doanh rau thôi. Đi lấy rau ở quê nhà bạn ấy, xong rồi bạn ấy đóng gói lại sạch sẽ thôi. Bạn này thì không kiểu trẻ con nhỏ, hồi đấy cách đây khoảng độ 5 năm rồi, bạn ấy đã nghĩ đến cái việc đó và bạn ấy tự về làm sạch rau, xong rồi cho vào trong cái túi thật, cái bịch thật là đẹp á. Sau đó thì bạn ấy bảo rằng là mỗi một lần mà ai mà mua một cái mớ rau của bạn ấy thì đồng nghĩa với việc là bỏ ra 1.000 vào cái quỹ từ thiện nào đó, thế nên là gọi đấy là rau yêu thương.
Thế là bạn ấy đặt cái tên gọi nó cũng đã rất là hay rồi. Và ai mà muốn thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với người nông dân cũng như là đối với khách gọi là các em nhỏ thì bạn ấy sử dụng cái cách như vậy để bạn ấy bán hàng. Và người ta cũng rất yêu quý khi mà mua, tại vì cứ mỗi một mớ rau mà mua được thì lại có 1.000 để bỏ vào cái quỹ từ thiện nào đó. Thì cùng là mua rau thì không mua rau chỗ này, mua rau chỗ khác. Nhưng mà nếu mà vừa vươn rau mà lại vừa làm được từ thiện, vừa giúp đỡ được người nông dân thì không có lý do gì mà không mua của bạn ấy. Đấy là một cái góc nhìn mà tôi thấy cũng rất là hay ạ. Cách đây 5-6 năm tôi có gặp một bạn, bạn tên là bạn Minh. Bạn du học ở Mỹ về đó. Sau đó thì và bây giờ vẫn đang ở bên Mỹ, nhưng bạn ấy ước mơ là bạn ấy về Việt Nam, bạn ấy mở cái thương hiệu đó. Bạn đang làm dần, làm được cũng làm được tương đối rồi. À, xin mời chị Kiều Phương đi ạ. Và dạ, xin cảm ơn các Hà Thu. Thì theo Phương thì để mà tạo lợi thế cạnh tranh á, thì Phương sẽ tập trung vào cái văn hóa doanh nghiệp của mình. Mình tạo những cái điểm khác biệt, những cái điều khác biệt mà tạo cho khách hàng khi đến với doanh nghiệp mình, có những cái điểm wow, từng cái điểm chạm một để giúp cho khách hàng họ gắn bó với mình bằng cái văn hóa doanh nghiệp của công ty ạ. Cảm ơn chị ạ. Và chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhé. Xem là vậy thì đích đến là lúc đấy chúng ta đang nói về cái việc là hãy đào tạo đi, định hướng cho khách hàng đi, để họ có được cái cảm xúc tốt đẹp đi. Thế thì bây giờ cái đích đến của công ty của mình là cái gì ạ? Hiện nay thì chúng ta gọi là đích đến, các anh chị đang hiểu đích đến của một doanh nghiệp là gì? Và làm thế nào mà cái đích đến đấy á, nó lại trở thành cái văn hóa cạnh tranh của doanh nghiệp, lại trở thành cái thứ lợi thế cạnh tranh nhỉ? Một cái câu hỏi mà tôi muốn gợi lên để chúng ta cùng nhau thảo luận ạ. Câu hỏi số 4, đích đến của doanh nghiệp được hiểu là gì? Và làm thế nào để biến nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh ạ? Và anh chị nào chúng ta có thể bật mic để thảo luận phần này ạ? Các anh chị tiếp tục trả lời câu hỏi số 4 ạ. Vâng, xin mời, tôi sẽ chủ động mời một vài anh chị đi. Mời anh Phong bên hải sản được không ạ? Vâng. Đích đến của doanh nghiệp thì theo anh hiểu nó là như nào ạ? Đích đến của công ty của mình á. Dạ vâng, xin chào các anh chị có trong buổi Zoom hôm nay. Phong là CEO của công ty chuyên về New Vin Food, chuyên về hải sản và thực phẩm. Trả lời cái câu hỏi của có Thu thì đích đến của doanh nghiệp được hiểu là gì? Tức là đích đến của bên công ty của Phong đi thì hiện tại là giá trị cốt lõi và mục đích để thành lập cái công ty này là mang đến cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân viên, khách hàng cũng như là đối tác cũng như là xã hội. Đó là mục đích đến của doanh nghiệp của Phong. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Là giá trị cốt lõi đúng không ạ? Lúc nãy anh vừa nói nó là giá trị cốt lõi và mình mang đến cái điều gì cho khách hàng của mình, cho nhân viên của mình. Và một góc nhìn khác đi ạ, giờ mời anh Duy bên Alphabis ạ, trà thảo dược ạ, mời anh ạ. Hiện nay thì đích đến của công ty của anh thì anh đang hiểu nó là như nào và anh đang truyền thông trong doanh nghiệp mình như nào ạ? Xin chào chị Hà Thu và tất cả các anh chị. Đích đến của doanh nghiệp của Duy đó là ngoài cái giá trị cốt lõi mình đã đưa ra rồi thì mình đặt những cái giá trị, những cái bước nó ngắn hơn là mình đạt tới. Bên Duy đã trả thảo dược thì Duy kết nối với đại hiệp hội dược liệu thì kết hợp với các cái đơn vị mạnh thường quân để mình trồng trong các cái vùng dược liệu. Thì mỗi một ký dược liệu của Duy á, thì sẽ góp trong đó cho các cái bà con người dân tộc là một phần nhỏ. Thì cái bước đến đầu tiên của Duy là như thế. Bước đến thứ hai là kết hợp với Hiệp hội Dược liệu để xây dựng những cái trung tâm cho các người già cơ nhỡ. Thì đó là những cái bước tới mình đặt tới. Để cho... Cho em xin phép và cắt ngang anh một chút, làm thế nào để mà khách hàng hay là nhân viên hay mọi người biết được đến cái ý tưởng đấy của anh ạ? Mọi người đã biết chưa? Thì doanh nghiệp của Duy thì đang startup thì bị dịch, cho nên là tất cả những cái bao bì và trên trang web của mình thì mình đều để những cái thông tin như vậy. Thì những cái bao bì của mình thì mình sẽ để như ví dụ như mà bạn mua một sản phẩm thì bạn sẽ góp một cái phần nhỏ cho cái người đồng bào dân tộc. Thì bước thứ hai nữa thì mình sẽ kết hợp, mình sẽ làm những cái truyền thông như vậy thôi. Ok, tức là chúng ta phải truyền thông ra thì mọi người mới biết được chứ đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Xin, vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh Cường ạ, bên thiết bị lát nền ạ.
Gen, bên chapter Gen ạ. Xin chào các anh chị. Tôi là bên chapter Gen. Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp về cung cấp những cái sản phẩm về thiết bị cơ khí và trong ngành xây dựng. Thì trước tiên tôi xin cảm ơn Coach. Tôi suy nghĩ về cái đích đến của doanh nghiệp, cái câu hỏi thứ tư này nó rất là hay. Vì đối với bản thân tôi và doanh nghiệp của tôi thì không biết các anh chị ở đây có bao giờ suy nghĩ là mình biết cái mục tiêu, cái đích đến của mình không, chứ đừng có nghĩ tới đích đến của doanh nghiệp nữa. Bởi vì cho nên tôi mới thấy là một số đôi khi tôi cũng không hiểu được được cái việc mình làm, cái mục tiêu mình làm, cái đích đến mình làm. Vậy cho nên nhìn nghe cái câu hỏi này tôi đánh giá rất là thích thú và cũng xin chia sẻ. Thì bản thân tôi bây giờ cũng đã nhận ra được và xin chia sẻ chính cái doanh nghiệp bản thân của mình. Tôi nhận thấy rằng cái đích đến của doanh nghiệp của tôi, ngoài cái gì, những cái gì mà mình đưa lên trên profile website của mình là những cái giá trị cốt lõi tầm nhìn, đây tôi nói rất là nhỏ, và đích đến của mình tức là cái thịnh vượng chung, cái sự thành công chung của cả tập thể doanh nghiệp chúng tôi. Ví dụ như cái đội ngũ bán hàng, thì để quay lại cái câu chuyện mà nó đích đến, thì hiện nay trên thị trường thì không có cái sự không cạnh tranh trên một thị trường, vì cái cạnh tranh là động lực phát triển của doanh nghiệp, và sản phẩm, công nghệ, sức mạnh tài chính, nguồn nhân lực là những cái yếu tố để làm cho sự khác biệt, cái sự cạnh tranh của doanh nghiệp tôi. Thì ở chính doanh nghiệp của tôi, sản phẩm là cái yếu tố, là cái sự khác biệt. Vì sao? Vì hiện nay tôi đang phân phối những cái sản phẩm có những cái thương hiệu có mặt hàng trăm năm, từ năm 1819, 1920, năm 1960. Thì cái sản phẩm của chúng tôi là một cái quá trình dài như thế, những cái tinh hoa được đúc kết trong sản phẩm. Thì tôi luôn đào tạo cho nhân viên để khai thác triệt để cái giá trị này. Tôi có một ví dụ nhỏ hơn nữa, tức là thường thì khách hàng khi đến với sản phẩm của chúng tôi xem xong thì luôn luôn hỏi này giá bao nhiêu. Thì tôi có một cái ví dụ nho nhỏ, một cái chia sẻ nho nhỏ, là tôi nói với doanh nghiệp, tôi với cái nhân viên sale của chúng tôi là đừng bao giờ hãy trả nói cái giá liền, mà mình phải khai thác hết những cái tinh hoa trong sản phẩm của mình để mình cung cấp, mình nói cho khách hàng biết hết những cái giải pháp, những cái tinh hoa trong sản phẩm, để mà họ nghe xong giống như là mình đào tạo họ trong phần đấy để mình đạt được cái mục đích chung. Thì đúc kết lại thì xin chia sẻ là đích đến của doanh nghiệp chúng tôi là cái sự thịnh vượng chung, cái sự thành công chung của cả tập thể doanh nghiệp chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vâng, khi mà chúng ta nói về câu chuyện đích đến ấy, thì bản chất nó cũng chính là tầm nhìn, nó là sứ mệnh, nó là giá trị cốt lõi, nó là văn hóa tổ chức ạ. Thì tạo nữa chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn. Và tuy nhiên thì đích đến nó là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi hay văn hóa tổ chức. Thì làm thế nào hay là tại sao mà nhân viên lại cần phải biết được điều đó? Và làm thế nào mà khách hàng biết được, làm thế nào để đối tác biết được cái điều đó? Thì các anh chị đang làm thế nào để họ biết được, và vì sao thì họ nên biết ạ? Vâng. Xin mời các anh chị chúng ta thảo luận câu hỏi số 5 ạ. Và làm thế nào mà nhân viên có thể biết được hay khách hàng biết được, và tại sao thì chúng ta cần phải làm điều này ạ? Và anh Trường Sinh được không ạ? Và anh Trường Sinh bên Wells gì ạ? Và anh Hoàng Phú. Vâng. Hoàng Phú. Chào, mến chào với anh chị. Trường Sinh làm bên lĩnh vực sinh tắc chấu vân tay và đến từ Westy, Biên Hòa, Đồng Nai. Và đối với câu hỏi này thì Trường Sinh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có thể lợi dụng, không phải nói là lợi dụng mà truyền thông đến cho tất cả được nhân viên, khách hàng, đối tác biết đến cái đích đến của mình, thì rõ ràng cái đích đến này sẽ nhanh chóng được sự cộng hưởng của toàn bộ cái tiềm năng, cái sức mạnh của tập thể để giúp chúng ta nhanh chóng đi đến được đích đến của mình. Ví dụ như là mình mong muốn là 1 triệu phụ huynh học sinh được tiếp cận cái sản phẩm và thấu hiểu và sử dụng, ứng dụng cái sinh tắc vân tay vào cuộc sống. Thì rõ ràng khi mình truyền thông cái này nhiều và đối tác, khách hàng
là nhân viên của mình đều biết cái đích đến, cái mục tiêu này của mình, của doanh nghiệp mình, thì rõ ràng tất cả sẽ cùng cộng hưởng và tạo ra cái nguồn năng lượng đoàn kết, cái nguồn năng lượng để giúp cho cái doanh nghiệp của mình đi đến cái đích đến đó. Hay quá, nó giống như cái mục tiêu chung ấy đúng không anh? Vâng. Vâng, vâng. Dạ. Cảm ơn anh. Vâng, xin mời anh Hoàng Phú ạ, bên Gratitude, và anh Thanh ạ, bên bảo hiểm Brick Chapter Planet chuẩn bị vào. Vâng, xin chào tất cả anh chị trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Em là Hoàng Phú, thì theo cái góc nhìn của em thì về cái câu hỏi này thì đó là mình muốn làm một cái gì ấy, thì mình cũng nên có một cái mục tiêu, có một cái mục đích để mình định hướng và mình đi theo. Thì vì vậy cho nên là mình cũng muốn hướng cho nhân viên, khách hàng và các đối tác của mình để hình dung ra cái điều mà mình mong muốn đạt tới, để họ có một cái giống như là một cái điểm đích ấy. Họ không, tất cả sẽ tập trung vào đó và không bị lạc hướng, và sẽ đạt được một cái kết quả là nhanh hơn và hiệu quả hơn. Yeah. Đó là góc nhìn của em. Vâng, dạ, anh cảm ơn em. Vâng, xin mời anh Thanh ạ. Và vâng, xin mời anh Thanh ạ. Và anh Phạm Vãn Lực chuẩn bị ạ. À, vâng, xin chào tất cả các anh chị. Thì thưa cô Thu, thì ở đây á, Thanh sẽ nhìn nhận với cái câu số 5 này á, thì nó là một cái hình thức để mà mình hiện thực hóa cái đích đến của mình. Ở đây ý nghĩa rằng ví dụ như doanh nghiệp của anh Thanh đó là RIS, thì cái giá trị của nó là bảo hiểm hóa toàn dân. Thì như vậy thì để thực hiện bảo hiểm hóa toàn dân thì ở trong đây là mọi người dân họ cần phải có bảo hiểm. Như vậy thì bất kỳ một cái sản phẩm nhỏ hay sản phẩm bự, sản phẩm ít tiền hay sản phẩm nhiều tiền đều cần phải có, đều cái những cái người họ phải tham gia được. Thì đó là đối với khách hàng. Rồi đối với những cái người mà nhân viên, những cái người cộng tác viên, những người đối tác, đội ngũ tư vấn viên, thì các bạn phải kiếm được tiền ở trong đây. Thì đó là những cái ít nhất họ vẫn có thể bán được và kiếm được thu nhập được. Rồi còn đối với đối tác là sẽ cùng thực hiện là win-win. Thì ở đây với góc nhìn của Thanh đó là để mà những người này biết đến thì mình phải thực hiện là hiện thực hóa. Đó là sẽ có những cái sản phẩm cụ thể, dịch vụ và thực hiện theo hành động cụ thể. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Thanh. Và xin mời anh Lực ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Hà. Thì theo Lực, cái đích đến của doanh nghiệp thì nếu như ở tổ công ty Lực thì công ty về thiết kế và thi công nội thất, thì không những là đích đến của doanh nghiệp mà trước khi tuyển nhân viên vào thì chúng ta còn hỏi họ đích đến là đâu, để coi thử cái chung với cái đích đến của chúng ta. Ví dụ như một cái chuyến xe như vậy thì chúng ta có một cái điểm là cái mục tiêu chúng ta hướng tới. Nếu như mà đối tác của chúng ta là và nhân viên của chúng ta hoặc là khách hàng của chúng ta mình không biết đích đến thì họ không có thể là ở trên xe và đồng lòng với nhau cùng chúng ta để được cái đích đến nó được. Ví dụ một người đích của ta là Vũng Tàu, mà đích đến của nhân viên hoặc các đối tác là có thể là họ gửi hàng của họ đi về Phan Thiết thì không thể mà đi chung được hết con đường. Cho nên là cái đích đến là để giúp cho đối tác và nhân viên của chúng ta, khách hàng của chúng ta có một cái niềm tin là cái sứ mệnh của công ty này là nó cũng là tới một cái điểm tới cái mà khách hàng mong muốn cũng như là nhân sự mong muốn ạ. Cảm ơn chị Thu Hà. Hay quá, vâng. Và có một cái thực tế đó là nhiều khi á, nhiều doanh nghiệp á, chúng ta không biết cái đích đến của mình. Thậm chí là cho đến giờ phút này có những doanh nghiệp, tôi tin rằng là không phải là những anh chị đang ngồi đây đâu, những doanh nghiệp mà ngồi ở bên ngoài cái Zoom này á, có những người họ vẫn còn không biết đích đến của họ là gì. Và khi mà bản thân mình còn không biết nơi đến thì làm sao mà đi, đúng không? Các anh chị có đồng ý với tôi điều đấy không ạ? Và mình không biết đích đến thì mình đi kiểu gì và làm thế nào để mà mình lại còn cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác nữa. Cái điều này quan trọng. Và một cái ý rất hay của anh Lực đó là bản thân mình biết cái đích đến của mình là gì, và khi đó mình phỏng vấn tuyển dụng ngay từ đầu vào nhân viên của mình có chung cái đích đến với mình, thì lúc đấy thực ra đây là một trong những nghệ thuật trong tuyển dụng với các anh chị. Nếu như mà mình tuyển được nhân viên mà có chung đích đến với mình thì các anh chị sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về việc là phải xây ra cái nội quy, quy chế, kỷ luật này kia cái nào để mà cho nhân viên người ta phải tuân thủ. Bởi vì khi người ta có chung đích đến, mặc nhiên là cái giá trị của họ cũng đã gần giống mình rồi, cái sứ mệnh của họ cũng gần giống mình rồi, hay cái tầm nhìn của họ cũng gần giống mình rồi. Lúc đấy các anh chị sẽ rất là dễ để mà chúng ta có được những con người phù hợp. Nhiều khi trong doanh nghiệp không nhất thiết là phải là người giỏi đâu các anh chị, người giỏi mà không phù hợp thì cũng không hiệu quả, đúng không ạ? Và chúng ta đi đến câu hỏi cuối cùng ạ, đó là làm thế nào để biến được văn hóa doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh ạ? Làm sao để chúng ta biến được văn hóa doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh ạ? Đây là một câu hỏi mà chốt cho 6 cái câu hỏi này ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đi ạ.
tại sao mà làm thế nào mà để chúng ta có thể biến được cái văn hóa doanh nghiệp nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh? Bởi vì thực ra trong những ngày này chúng ta nghe về văn hóa doanh nghiệp quá nhiều rồi, chúng ta đọc cũng về văn hóa doanh nghiệp quá nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn làm cái phạm trù gì đó mà có thể là chúng ta đã hiểu, nhưng cũng có thể là chúng ta hiểu theo cái cách nhìn của mình. Thế thì cách nhìn đa chiều thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để chúng ta học hỏi lẫn nhau ạ. Vâng. Và anh chị nào có thể chia sẻ phần này ạ? Và các anh chị khác thì chúng ta sẽ tiếp tục tư duy và chúng ta gõ lên trên nô chat cái phần trả lời của mình nhé. Tôi đã thấy có ba anh chị giơ tay rồi ạ. Vâng. Xin mời anh Toàn trước đi ạ. Vâng. Anh Cảnh Toàn anh, và anh Phùng Chuẩn Bị ạ. Tôi là Cảnh Toàn. Tôi thì hiện đang công tác ở nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Em một cái đơn vị là tất cả các gia đình đều sử dụng sản phẩm. Chúng tôi đã có cả một cái quá trình các anh chị. Nên nếu như mà để mà biến cái văn hóa doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh thì đó là cả một quá trình, nó cần một cái sự đồng lòng từ nhân viên, lãnh đạo, rồi chúng ta phải có một cái quá trình để xây dựng những cái thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, rồi tất cả chúng ta phải được truyền thông và được người khách hàng của chúng ta hưởng ứng, như vậy thì nó mới trở thành cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta được lan tỏa và nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh. Xin hết. Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Tức là em đang hiểu rằng là với cái ý của anh Toàn ấy thì như vậy là chúng ta phải có một lộ trình để xây, đúng không ạ? Văn hóa là phải xây. Chúng ta xây xong sau đó thì chúng ta mới, nó ngấm vào mình rồi thì lúc đó nó mới trở thành cái sự khác biệt và các đối thủ của chúng ta nhìn thấy cái điều đó, hay là khách hàng của chúng ta nhìn thấy điều đó và chính nhân viên của mình cũng nhìn thấy điều đó để mà họ làm theo, hay là khách hàng thì họ cũng thấy đấy là một cái sự khác biệt của chúng ta. Ý anh Toàn là như vậy đúng không ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Tức là chúng ta sẽ có cái lộ trình cho nó, giai đoạn xây và giai đoạn biến nó trở thành văn hóa, biến nó trở thành lợi thế ạ. Và xin mời bạn Hoàng Phúc ạ. Và anh Lực lại tiếp tục chuẩn bị nhé. Hoặc có thể là anh Lực sẽ gõ lên nô chat giúp tôi được không ạ? Vâng, xin chào. Vâng, chào các anh chị. Dạ, thì em sẽ theo góc nhìn của mình và trả lời cái câu hỏi là làm sao để biến văn hóa doanh nghiệp thành lợi thế cạnh tranh. Thì đối với em thì trong cái sự khác biệt của doanh nghiệp thì ngoài sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp hoặc có rất nhiều góc nhìn, thì cái văn hóa doanh nghiệp thì cũng là một cái sự để mình tạo sự khác biệt. Thì về cái văn hóa doanh nghiệp ấy, thì em sẽ tìm ra cái sự khác biệt. Ví dụ như bên em thì nó sẽ có chẳng hạn như là văn hóa doanh nghiệp thì nó có một cái sự nội bộ ở trong cái doanh nghiệp đó để nó vận hành một cách đồng bộ hơn, có một cái sự loại em theo góc của em đó là giống như kiểu mà một văn hóa lịch sự đó, và cũng kèm theo đó là cái văn hóa của dịch vụ nữa. Thì ví dụ như bên em thì cũng có những cái sự đó là lời chào thương hiệu. Ví dụ như mình tới một cái cửa hiệu, khi mà khách tới cửa hiệu bên em ấy thì sẽ được chào bằng ngay, ví dụ như là bên em là giặt sấy tích tắc thì bên em sẽ là có tích tắc xin chào đó. Và cũng có những cái quy định bên em đặt ra là chẳng hạn như là mình phải biết cười, biết lắng nghe, biết cảm ơn, và đó là giống như là một cái lộ trình mình đặt ra cho tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. Hay quá, các anh chị có học được điều gì đó từ nhau ở đây không ạ? Rất là thú vị. Và các anh chị khác thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta gõ lên trên nô chat nhé. Chị Hồng Trần ạ, chị Trần Hồng và anh Phạm Bá Lực. Vâng, xin mời anh Lực trước và chị Hồng chuẩn bị ạ. Vâng, cảm ơn chị Thu Hà. Thì theo Lực thì cái văn hóa mà để chúng ta tạo được cái thời lợi thế cạnh tranh mà đặc biệt trong cái giai đoạn này, đó là chúng ta phải tập trung vào cái văn hóa đào tạo giáo dục. Thì giống như mà ông Mandela đã nói là giáo dục là vũ khí mà mạnh nhất để mà chúng ta thay đổi cái thế giới ấy, thì chúng ta phải tập trung vào cái nền tảng, đó là cái mà mọi cái quốc gia hoặc là giống như mọi doanh nghiệp cũng như vậy. Thì cũng giống như BNI, cũng như UpScore, thì cái để ngồi chúng ta ngồi hôm nay cũng là một cái cách để chúng ta học tập, mà muốn học tập thì có người dạy đúng không ạ? Thì cái nhân sự của chúng ta ở công ty cũng vậy, và đó là sẽ biến mọi cái lợi thế cạnh tranh nó là cái nền tảng thì ngặt đầu tiên để tạo cái lợi thế cạnh tranh sau này cho doanh nghiệp. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vâng, mời chị Hồng Trần, chị Trần Hồng ạ. Vâng, chị Hồng sẵn sàng chưa ạ? Chị Hồng bên Royal ạ. Lợi thế cạnh tranh thì ví dụ như
cái mạng nó có vẻ như là hơi có vấn đề. Vâng, chị ơi, chị sẽ gõ lên chat giúp Thư nhé. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã có một cái phần thảo luận, cảm ơn chị ạ. Vâng, chị ơi, chị sẽ gõ lên chat giúp Thư ạ. Xin chào mọi người ạ. Dạ, cảm ơn chị vì là nó đang hơi bị khó nghe. Chị nghe em được không ạ? Hơi khó nghe em bạn ạ. Vâng, chị có thể gõ lên chat được giúp Thư được không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp bạn. Vừa rồi thì chúng ta có 6 cái câu hỏi, và với 6 cái câu hỏi này nó xuyên suốt cái lộ trình tư duy của chúng ta trong cái câu chuyện là làm thế nào để chúng ta tạo cái lợi thế cạnh tranh nhưng mà bằng văn hóa doanh nghiệp và đích đến. Thế thì ở dưới cái góc nhìn mà của Action Code á, thì cái đầu tiên đó là để mà nói về lợi thế cạnh tranh, thì lợi thế cạnh tranh hay nói cách khác nó là những cái sự khác biệt mà chúng ta có được, hay là cái lợi điểm bán hàng độc nhất, người ta gọi là cái USP đó. Tức là cái điều gì mà khách hàng theo mình mà không thể mua được của đối thủ cạnh tranh của mình. Thì cái USP đó của công ty của các anh chị là gì? Cái đầu tiên khi mà chúng ta muốn xây được cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình đối với cả các cái đơn vị khác, thì đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái USP của mình là cái gì ạ? Và các anh chị có thể gõ lên ô chat giúp tôi là cái USP của các anh chị là gì? Nghĩ đến công ty của các anh chị là họ nghĩ đến điều gì ạ? Nghĩ đến cái doanh nghiệp của mình, nghĩ đến giặt sấy đấy, bên chỗ công ty của Hoàng Phú đấy, thì mọi người nghĩ đến điều gì? Anh nghĩ đến cái gọi là sinh chắc vân tay của anh Trường Sinh là người ta sẽ nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến cái thương hiệu đó, nhắc đến cái tên thương hiệu đó thì người ta nghĩ đến điều gì? Và nó là cái điều gì mà nó gắn với cái sự khác biệt, và nó cũng chính là cái lý do mà khách hàng mua mình. Lý do mà khách hàng không mua ở mình được thì họ chẳng đi mua được ở chỗ nào khác cả. Và đó là cái USP của chúng ta là gì ạ? Các anh chị sẽ trả lời ở trên chat giúp tôi nhé. Vâng, hãy về nhà. Các anh chị xong ngày hôm nay bài tập về nhà, đó là ngồi lại cùng với đội ngũ của chúng ta, ngồi lại cùng với đội ngũ nhân sự của chúng ta, và cùng nhau yêu cầu tất cả các nhân viên đó là cùng nhau liệt kê ra trong vòng 2 phút. Chúng ta hãy liệt kê ra toàn bộ những cái điều gì mà nói về lợi ích hay là lý do mà nhân viên, khách hàng người ta mua mình ạ. Và nghĩ đến công ty mình là nghĩ đến điều gì? Các anh chị giao một cái bài tập như vậy cho nhân viên của mình ạ. Và ngày thứ hai đi, khi mà đi họp giao ban công ty đi, gạch đầu dòng hết ra, liệt kê hết ra. Sau đó tìm thấy những cái điểm chung của các nhân viên góp lại với nhau ạ. Và cùng nhau định hình xem ạ. Nó có thực sự là USP của mình hay không? Có hai hướng để các anh chị có thể tìm ra được USP của mình ạ. Hướng thứ nhất đó là chúng ta tự định vị cái USP của mình. Thứ hai đó là nhiều khi do khách hàng, do thị trường, do đối tác, người ta nhìn thấy cái sự hành xử ứng xử của mình ra bên ngoài thì họ cho rằng đấy chính là USP, hay họ cho rằng đấy chính là cái sự khác biệt của chúng ta, hay là cái lợi thế của chúng ta so với các đơn vị khác. Thì chúng ta vừa cái là chúng ta do chúng ta định vị, nhưng mà cũng cái cách góc nhìn thứ hai đó là do cách chúng ta làm nhiều mà dần dần thì thị trường người ta ghi nhận mình, hay là những cái người bên ngoài người ta ghi nhận mình, thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhân viên để chúng ta tìm ra phần này. Và ở cái để tìm ra được một USP cho doanh nghiệp thì các anh chị cũng có thể ngồi lại với các nhà huấn luyện của chúng tôi ạ. Từ 1 cho đến 2 buổi chúng tôi có thể ngồi lại với các anh chị trên bộ công cụ của Action Code ạ. Chúng tôi sẽ cùng với các anh chị để liệt kê ra tất cả những cái yếu tố từ đối thủ của các anh chị so với chính anh chị, từ những cái năng lực lõi của chúng ta so với chính chúng ta, và từ những cái định hướng định vị của chúng ta cho cái mục tiêu đích đến của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm ra cái USP của mình. Và nhớ rằng đi tìm cái USP của mình ấy, nó chính là cái sự khác biệt, và thậm chí là nó còn là cái thứ mà các anh chị hình dung ạ, nó là cái điều mà không ai có thể thay thế anh chị được ấy. Nó là như vậy đó. Và việc của chúng ta đó là về nhà hãy viết ra và yêu cầu nhân viên mình liệt kê hết ra. Nhưng mà về phía các anh chị, sau khi nhân viên liệt kê hết ra thì chính các anh chị hãy tự mình chọn ra lấy 3 cái sự khác biệt nổi trội. Và với cái 3 cái điều khác biệt nổi trội đó thì các anh chị có thể gửi lại cái bài tập đó cho chúng tôi ở trong cái group gọi là Business Action, trong cái group Zalo đó, để chúng ta cùng nhau thực sự là làm rõ xem đó có đúng là 3 cái thứ mà chúng ta đang làm nên sự khác biệt của chính chúng ta hay không, và nó có phải là cái thứ mà chúng ta cũng định vị như vậy và khách hàng cũng đã nhìn nhận đúng như vậy hay không. Bởi vì khi mà chúng ta xác định được cái USP của mình thì cũng đồng thời hay là xác định được cái lợi thế khác biệt của mình ấy, thì nó có thực sự là đã được truyền thông đầy đủ đến khách hàng hay chưa. Nhiều khi là chúng ta định vị như vậy nhưng mà khách hàng chưa hiểu đúng, hoặc là nhân viên chưa hiểu đúng, thì đấy cũng là những công việc mà chúng ta sẽ cần phải làm trong cái quý 4 này ạ.
Các anh chị nhớ, đúng rồi, quý 4 này. Và thậm chí là năm 2022 chúng ta dành nhiều thời gian để chúng ta làm rõ cái phần này. Cái này trong 6 bước để xây dựng doanh nghiệp thì chúng tôi gọi nó chính nó ở tầng thứ 2 trong 6 cái tầng để xây dựng một doanh nghiệp. Để xây dựng một doanh nghiệp thì nó cũng có công thức và nó nằm ở cái tầng thứ 2, tức là bước thứ 2 trong cái quá trình chúng ta xây dựng doanh nghiệp. Và nó song hành với cái việc là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa tổ chức, thì trên đó nó sẽ chính là cái niche hay là cái thị trường ngách mà chúng ta cần phải hướng tới. Và vậy thì nhân đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ là ngày 15, ngày 16 tháng 10 này thì Action Code chúng tôi có một cái chương trình giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch của năm 2022. Và bây giờ là thời điểm chúng ta đã phải xây dựng kế hoạch của năm 2022 rồi. Tất cả các cái doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp nào mà chúng ta kinh doanh với cái đối tượng là B2B á, thì thời điểm này là các doanh nghiệp phát triển bền vững người ta đã chuẩn bị cái kế hoạch của năm 2022 rồi. Nên họ cũng đang chuẩn bị kế hoạch của họ, đặc biệt là kế hoạch ngân sách và dòng tiền của họ. Thì chúng ta đang kinh doanh mà đó là khách hàng của chúng ta là B2B, họ đang chuẩn bị sẵn cái ngân sách và dòng tiền để chuẩn bị cho cái kế hoạch đó rồi, thì hơn bao giờ hết bây giờ chúng ta cũng xây và chúng ta khớp lại với họ. Thì đấy là một lợi thế khi các anh chị gọi là gì, làm cái lợi thế cạnh tranh khi mà chúng ta tiếp cận khách hàng sớm hơn ạ. Chúng ta tiếp cận khách hàng sớm hơn và đúng cái thời điểm hơn ạ. Và chúng ta hãy lưu ý nhé, ngày 15 và ngày 16 á. Nhưng mà để có được hai ngày này thì chúng tôi cũng sẽ cam kết là giúp các anh chị trước và sau đó á. Trước chương trình và sau chương trình. Trước chương trình thì chúng tôi sẽ có những cái buổi và hướng dẫn các anh chị sử dụng công cụ của Action Code á. Thay vì cho việc là chúng ta lập kế hoạch loay hoay một mình, thì bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch cùng với Action Code và có công cụ luôn. Nhiều khi mình cứ nghĩ là phải lập kế hoạch, biết là phải lập, nhưng lập như thế nào và công cụ gì để dựa trên các con số, dựa trên các số liệu của chính các anh chị, thì lúc đó chúng ta sẽ ra các chiến lược. Và chiến lược của Action Code họ cũng bày cỗ sẵn cho mình rồi, chúng ta chỉ lựa chọn cái nào để mà chúng ta triển khai thôi. Và thế thì thời điểm các anh chị có thể liên hệ lại với các nhà huấn luyện của chúng tôi sau ngày hôm nay ạ, để chúng tôi có thể hỗ trợ cũng như là tặng một vài những cái công cụ mà các anh chị có thể làm ngay cho doanh nghiệp của mình cho cái phần lập kế hoạch nhé. Và đặc biệt là cái chương trình, mà đặc biệt là cái việc mà tạo lợi thế cạnh tranh, đây là một chiến lược bắt buộc mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta trở lại đường đua. Gọi là ở BNI thì chúng ta đang có cái chiến lược chiến dịch gọi là Race to Success, đúng không ạ? Race to Success, đua để đi đến thành công. Còn bây giờ thì chúng ta đua để chúng ta trở lại đường đua sau khi mà hậu Covid rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp ạ. Vậy thì mấu chốt trong các cái hoạt động mà tạo lợi thế cạnh tranh đó là chúng ta tạo ra sự khác biệt. Vậy thì cái điều gì thực sự là sự khác biệt ạ? Nó thu hút khách hàng mục tiêu của các anh chị, và nó lại là cái điều mà khiến mọi người phải nói hàng ngày, phải liên tục nói về công ty của các anh chị. Và nó chỉ là cái thứ mà các anh chị có mà người khác không thể bắt chước được, không thể copy được, thậm chí là nó có thể là một cái thứ mà nó tạo được một cái điểm mạnh thực sự của mình, và nó cũng là một cái thiệt thòi cho đối thủ nếu như mà đối thủ không có được cái điều đó của chúng ta. Và nguyên tắc của chúng ta đó là bao giờ cũng thế ạ. Chúng ta có thể là doanh nghiệp hay là thị trường, doanh nghiệp hay sản phẩm của chúng ta không có đầu tiên trên thị trường. Doanh nghiệp và sản phẩm của chúng ta có thể không có đầu tiên trên thị trường, nhưng mà cái thương hiệu của chúng ta ấy, hay cái sự khác biệt của chúng ta ấy, nó lại là cái xuất hiện đầu tiên trong Google tâm trí của khách hàng ạ. Mình nhắc lại này, Google tâm trí của khách hàng ạ. Nghĩ đến việc là đi mua sản phẩm trà thì lập tức là người ta sẽ nghĩ đến các anh chị, hay nghĩ đến cái việc mà mua những cái sản phẩm liên quan đến những cái dịch vụ riêng của các anh chị ấy, thì họ phải nghĩ đến mình ạ. Thì đấy chính là lý do mà hay mua lọc nước ấy, là người ta phải nghĩ đến ngay công ty của chị Hạnh ạ. À, thì cái gì làm cho cái điều mà người ta nghĩ đến mình ạ? Người ta nghĩ đến mình vì cái điều gì? Chúng ta về nhà, các anh chị lấy điện thoại chụp lại cái màn hình này để thứ hai, ngày mai, ngày kia, các anh chị ngồi lại họp giao ban với nhân viên của mình ạ. Sau khi mà nhân viên mình liệt kê ra hết tất cả những cái điều làm nên sự khác biệt của chúng ta, thì các anh chị sẽ căn cứ vào cái bốn cái dòng gợi ý của chúng tôi ạ. Sự khác biệt này, điều gì để thu hút được khách hàng mục tiêu, điều gì khiến mọi người phải nói hoài về mình không chán ạ, và điều gì mà chỉ có mình mới có và người khác không thể copy được của chúng ta. Thì đó chính là văn hóa. À, đó đúng rồi, đó chính là cái điều mà khác biệt ạ. Ở BNI có một điều mà các anh chị thấy là có rất nhiều các tổ chức copy BNI, có không ạ? BNI nhái ạ. Có vô cùng nhiều, gọi là BNI, BNA rồi những cái gì ạ, có rất nhiều. Cứ cái gì mà tốt thì bao giờ cũng có cái đồ nhái hết, hàng fake hết. Nhưng mà tất cả những cái điều này họ có thể ăn cắp được, họ có thể copy được những cái thuộc về quy trình thôi. Còn một thứ duy nhất không bao giờ ăn cắp được, không bao giờ copy được, đó chính là dịch vụ và văn hóa.
anh chị lưu ý ạ, dịch vụ và văn hóa của BNI đó là văn hóa của yêu thương đúng không ạ, love and care, yêu thương và chăm sóc, hay là cái sự văn hóa cái cách của người con người BNI, nó là givers gain, nó là cho là nhận, nó là trồng trọt không săn bắn, rất là nhiều những cái điều thú vị mà chúng ta học được từ BNI. Vậy chúng ta áp dụng nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình là gì từ khi mà chúng ta trở thành thành viên của BNI? Và có một câu nói rất là hay, đó là một khi mà sản phẩm là như nhau thì dịch vụ khách hàng hay đích đến của doanh nghiệp và văn hóa tổ chức sẽ lên ngôi, các anh chị. Ai trong số các anh chị đồng ý với tôi điều này ạ? Khi mà chúng ta kinh doanh sản phẩm là như nhau, tất cả cùng kinh doanh thiết bị vệ sinh Toto, tất cả cùng kinh doanh cái thứ mà cùng là sinh trắc vân tay, vậy thì chỉ có sự khác biệt đến từ dịch vụ, đến từ đích đến, đến từ văn hóa, đấy là sự khác biệt. Các anh chị có đồng ý với tôi điều này không ạ? Nếu đồng ý, các anh chị gõ thật nhiều chữ A vào chat thì A, để chúng ta phát hiện ra một điều mới ạ. Khi mà mọi thứ như nhau ấy thì chỉ có một điều duy nhất là tạo nên sự khác biệt thôi. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại xem ạ. Khách hàng người ta cần cái gì? Khách hàng người ta luôn luôn cần ba thứ, các anh chị. Một là thời gian ạ. Người ta mong muốn cái gì đó nó phải càng nhanh càng tốt, nhưng mà người ta cũng đòi hỏi cái thứ hai đó là chất lượng ạ. Thời gian phục vụ của phải nhanh hơn ạ và chuẩn chỉnh hơn. Nhưng mà chất lượng lại cũng phải nhiều hơn. Nhưng một điều nữa thú vị nữa là tiền thì lại phải phù hợp ạ. Các anh chị có đồng ý điều này không ạ? Khách hàng người ta muốn là phải nhanh này, nhưng mà tốt này, vừa rẻ vừa tốt này, và lại còn chất lượng lại còn phù hợp với họ nữa. Khách hàng người ta đòi hỏi như vậy đó. Nếu mà giá phù hợp, vâng, khi chúng ta là khách hàng cũng như vậy thôi. Khi chúng ta đi mua bất cứ một cái gì thì việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ hỏi là cái này bao nhiêu tiền. Đấy là tâm lý thông thường là như vậy. Và lúc nãy có anh nói rằng là chúng ta đừng có nói là bao nhiêu tiền vội, mà chúng ta hãy nói về cái lợi ích của nó. Hãy nói về những cái mà công ty chúng tôi, với đam mê của công ty chúng tôi, hay cái niềm đích đến của chúng tôi là cần phải phục vụ được bao nhiêu doanh nghiệp, hay là phục vụ được bao nhiêu con người để sở hữu được cái sản phẩm, hay sở hữu được cái giải pháp của chúng tôi chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đào tạo cho nhân viên của mình. Rồi đảm bảo chất lượng, tiến độ và cam kết ạ. Anh Mến đã chia sẻ rất hay ạ. Vậy thì ở công ty của các anh chị ạ, lợi ích nhé, lợi ích khi mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình nó là cái gì? Và lợi ích nó là cái gì ạ? Và cái điều gì khác biệt của mình ạ? Các anh chị về nhà cũng ngồi lại với nhân viên nhận liệt kê hết tất cả những cái điều này ra. Và nếu như mà nhân viên họ liệt kê ra mà nó không đúng với cái ý của mình ấy, các anh chị, đây là cơ hội để chúng ta đào tạo lại cho nhân viên ạ. Rồi, và tiếp tục nữa thì chúng ta nói về câu chuyện là văn hóa và đích đến. Thì lát nữa trong đích đến, trong văn hóa thì sẽ có đích đến. Thì tôi sẽ mở rộng một chút góc nhìn của các anh chị để chúng ta hình dung đúng đấy ạ. Bởi vì hiện nay thì có rất nhiều người nói về văn hóa, nhưng mà nói thật với các anh chị là văn hóa, định nghĩa về văn hóa nó cũng phụ thuộc vào văn hóa. Anh chị nào đồng ý với tôi là định nghĩa về văn hóa nó cũng phụ thuộc vào văn hóa thì các anh chị gõ số 1 vào chat đi ạ. Cái văn hóa của mỗi một quốc gia, của mỗi một dân tộc ấy, cái định nghĩa của nó cũng rất khác nhau luôn ạ. Nó cũng phụ thuộc vào cái văn hóa của vùng miền đó, của cái khu vực đó, và nó phụ thuộc vào con người đó. Vậy thì nói về văn hóa tức là nhắc đến những cái thứ gọi là hành vi ạ. Nói đến cách ứng xử, hành xử thì đó được gọi là văn hóa. Nói đến cái yếu tố gì gọi là bản sắc ấy, cái bản sắc ạ. Cái phong cách ấy cũng được gọi là văn hóa. Cái trang phục cũng được gọi là văn hóa. Hay là sự ứng xử của người này với người kia cũng là văn hóa. Hay cái giá trị cốt lõi, cái giá trị mà nó là cái thước đo cho ứng xử và hành xử thì nó cũng là văn hóa. Niềm tin thì đôi khi cũng là một văn hóa, hay hình ảnh cũng là văn hóa. Văn hóa thì nói đến văn hóa thì có cái văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể. Các anh chị có nhớ những cái cụm từ này không ạ? Và giá trị tinh thần cũng được gọi là văn hóa. Cái biểu hiện văn minh của một doanh nghiệp nó cũng thể hiện văn hóa. Hay cái lối sống của một con người hay là của một tổ chức cũng thể hiện văn hóa. Vậy thì nói về văn hóa thì nó là vô thiên lủng những cái thứ mà định nghĩa, và rất nhiều người định nghĩa về văn hóa. Rồi, nếu mà hiểu về văn hóa là gì, các anh chị vui lòng gõ lên ô chat giúp tôi đi ạ, dưới góc nhìn của các anh chị về văn hóa. Và cái đặc trưng thương hiệu nó đôi khi nó cũng là một cái cách về văn hóa. Vậy thì nếu như văn hóa là nó là quá nhiều thứ như thế này ạ. Nó là giá trị vật chất, nó là tinh thần, nó là cả những cái thứ phi vật chất, phi tinh thần nữa, thì nó là, tóm lại nó là cái gì đây ạ? Một cách định nghĩa ngắn gọn nhất về văn hóa của các anh chị là gì? Đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp là gì ạ? Tôi đang có cái âm thanh ạ. Các anh chị tắt giúp tôi ạ. Và vậy thì nếu như mà văn hóa là quá nhiều thứ như thế này ạ, thì chúng ta sẽ chốt lại nó là cái gì để tôi đọc ô chat xem các anh chị đang định nghĩa nó là gì nhé.
Bởi vì là mỗi một người lại có những cái góc nhìn khác nhau ạ. Các anh chị đang tiếp tục trả lời trên ô chat ạ, là về hành vi tích cực học tập. Và các anh chị biết không, ở Action Code họ định nghĩa văn hóa rất là hay. Họ định nghĩa văn hóa chính là luật chơi. Văn hóa là luật chơi. Một cách định nghĩa cực kỳ đơn giản, dễ hiểu ạ. Là quy tắc, các cái quy tắc ứng xử, các cái code of conduct, tức là những cái thứ mà chúng ta cần đưa lên với nhau. Và cái văn hóa ứng xử đấy, cái cách chúng ta ứng xử với nhau, cái luật mà chúng ta đưa ra thì mọi người cần phải tuân thủ như thế nào ạ? Vâng, và không chỉ có như vậy đâu ạ, ở cái người Việt Nam chúng ta họ định nghĩa văn hóa cũng rất là hay. Một tí tẹo nữa thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về bản chất của nó thôi ạ. Nói về văn hóa thì nó có hai phần. Mô hình văn hóa thì nó có hai phần. Nếu như chúng ta thực sự mong muốn biến văn hóa và đích đến trở thành lợi thế cạnh tranh thì chúng ta cần phải hiểu đúng đã. Nếu các anh chị đồng ý với tôi là cần phải hiểu đúng đã thì các anh chị gõ vào ô chat chữ y dài đi ạ. Hãy hiểu đúng đã thì chúng ta mới làm đúng được. Còn nếu mà hiểu chưa đúng thì chúng ta cũng chưa làm đúng được. Nhưng mà cái đúng trong cái phạm vi nào thôi ạ. Đúng thì chúng tôi tạm thời xin phép các anh chị là lấy cái quy chuẩn của Action Code để chúng ta làm cái quy chuẩn đúng ạ. Vậy thì nói đến văn hóa thì tức là chúng ta đang nói đến cái mô hình bao gồm có phần hữu hình và phần vô hình. Phần hữu hình thì thường là hữu hạn mà vô hình thì thường nó là vô hạn đấy các anh chị. Hữu hình thì nó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, còn phần chìm của tảng băng nó là các cái nền tảng của văn hóa, nó là triết lý, các cái triết lý hoạt động của công ty và nó chính là cái đích đến của công ty thì nó nằm ở phần vô hình. Thế còn cái phần hữu hình thì nó là các cái bản sắc. Ở đây công ty của các anh chị có bài hát truyền thống hay không? Chapter của các anh chị có bài hát truyền thống hay không? Đúng không? Vậy thì văn hóa bản chất của nó chính là một cái nếp, nó là nề nếp thôi. Nó là cái thứ mà trăm hay không bằng tay quen ấy. Cái gì cứ làm nhiều thì mọi người sẽ nhận thức ra và nó nhập vào tâm, nó ngấm vào thân, nó hằn vào trí, nó trở thành cái nề nếp trong doanh nghiệp thì nó chính là văn hóa mà thôi ạ. Nó là cái luật chơi mà tất cả mọi người đều cùng nhau tuân thủ ạ. Nó là cái thứ mà tất cả mọi người đều được thấm nhuần ạ. Nó nhập vào tâm, nó ngấm vào thân, nó hằn vào trí như chúng ta ấy. Và nó là cái thứ mà làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm nhiều đến cái mức độ nó trở thành thói quen, nó trở thành cái nề nếp trong doanh nghiệp. Nhà thì có nếp nhà, công ty thì có nếp công ty, xã hội thì có nề nếp của xã hội. Một cái quốc gia thì cũng phải có cái nề nếp gia phong đúng không ạ? Thì cái này nó là bản chất của văn hóa, nó là như vậy thôi. Và nếu như mà doanh nghiệp làm cái chiếc máy tính thì văn hóa doanh nghiệp được tựa như hệ điều hành. Họ hay ví von là như vậy đó. Nếu như văn hóa doanh nghiệp là cái máy vi tính thì cái văn hóa nó chính là cái hệ điều hành. Vậy thì cái hệ điều hành đấy nó tạo nên sự khác biệt như thế nào cho cái máy tính đó hay là cái doanh nghiệp đó. Nếu như mà cái máy tính này được chạy trên cái phần mềm về kế toán thì tức là nó phục vụ cho cái công việc kế toán. Nhưng nếu như cái phần mềm đó nó phục vụ cho cái công việc gọi là tính toán, công việc mà gọi là CRM, quản trị cái mối quan hệ khách hàng, thì cái mục đích của cái máy tính đó để sử dụng cho cái việc đó. Vậy thì doanh nghiệp của các anh chị cũng như vậy ạ. Doanh nghiệp của chúng ta đang muốn nó và lợi thế cạnh tranh nó là cái gì? Nói tóm lại, nó là một cái thứ tài sản vô hình của doanh nghiệp. Văn hóa là cái bộ quy tắc ứng xử, nó mang cái bản sắc riêng mà chỉ có anh chị mới có, mà khách hàng không bao giờ có, đối thủ không bao giờ có. Nói thật, nó là cái thứ duy nhất còn thiếu khi chúng ta có đầy đủ mọi thứ. Và nó là cái thứ duy nhất, nó là cái thứ duy nhất khi mà còn lại, khi mà mọi thứ không còn. Chúng tôi hay thường sử dụng cái giá trị văn hóa lên ngôi này khi mà trong cái giai đoạn mùa Covid vừa rồi, trong cái giai đoạn thị trường vừa rồi ạ. Thực sự có những cái doanh nghiệp mà chúng tôi chia sẻ với các anh chị là họ cạn kiệt về nguồn vốn, họ cạn kiệt về tiền lương, họ không có cái nguồn vốn đối ứng để họ chi trả cho nhân viên của mình nữa. Thì đây là lúc mà chúng ta sẽ sử dụng cái văn hóa của chúng ta, sử dụng cái sự ứng xử, sử dụng cái đích đến, chúng ta tâm sự với nhân viên rằng là đấy, cái lý do mà anh mở công ty ra là như thế này, với những tình yêu, bao nhiêu tình yêu bao la bát ngát ở tâm hồn bắt đầu xây dựng cái não phải, và tức là cái phần mà sáng tạo của chúng ta hãy kể lại cho nhân viên nghe xem là cái lý do gì mà anh chị mở công ty ạ, và anh chị tâm huyết với nó như thế nào và làm thế nào để chúng ta cùng nhau giữ được nó cho công ty của mình, và từ đó nhân viên họ thấy đồng thuận với các anh chị, họ đi theo các anh chị. Nói về chủ đề văn hóa thì chúng ta nói cả ngày không bao giờ hết, nhưng mà để chúng ta biến cái chủ đề văn hóa này trở thành cái lợi thế cạnh tranh thì đâu đó một số những cái hợp nhất sự hiểu thì tôi muốn gợi ý với các anh chị. Đó là
nó giống như một cái tảng băng ấy. Và nguyên lý cái tảng băng thì nó có phần hữu hình và phần vô hình. Phần hữu hình thì nó chính là tầng bề mặt của văn hóa. Và cái bề mặt văn hóa mà lúc nãy ở bên công ty giặt ấy, bên chỗ anh Hoàng Phú ấy, giặt giấy ấy, thì có nói rằng là những cái câu chào chuẩn của công ty ấy, là chào mừng anh chị đến với công ty gì đó, ABC của chúng tôi ạ. Và cảm ơn anh chị đến với công ty, thì đó là những câu chào chuẩn để cho khách hàng người ta nghe được thấy. Và nó là cái nhận diện bên ngoài, nó là những cái hệ thống nhận diện thương hiệu của chúng ta. Cái đồng phục của các anh chị nó cũng chính là một phần của văn hóa doanh nghiệp ạ. Nó thể hiện cái sự màu cờ sắc áo, đồng phục này, logo này, vân vân, tất cả những cái điều đó, hay câu, hay là bài hát thương hiệu, hay là những cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Và tất cả những điều này nó chiếm 10% sự quan trọng trong việc mà tạo dựng cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của các anh chị thôi. Và ngoài ra thì nó có hai cái thứ nữa, đó là tầng bề mặt, tầng trung gian và tầng đáy. Tầng trung gian và tầng đáy thì nó được thể hiện ở cái phần ở bên dưới, tức là cái khối vô hình, cái khối tài sản vô hình 90% của các anh chị nó nằm ở cái tầng trung gian và tầng đáy. Và nếu như công ty nào mà chưa có luật chơi, chúng ta chưa có cái sổ tay, gọi là cái sổ tay nhân viên, hay như chúng tôi gọi là sổ tay đại sứ, chúng ta chưa có nội quy quy chế, thì đây chính là những cái thứ mà các anh chị có thể xây rất nhanh. Và nếu như họ tuân thủ điều đó, họ cam kết điều đó, làm tốt điều đó, khách hàng của các anh chị nhận thức được, nhìn thấy được, họ cũng thấy ghi nhận được công ty này được đào tạo bài bản, công ty này nhân viên rất là nghiêm túc, họ đào tạo bài bản nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là sản phẩm dịch vụ của họ cũng tốt, ví dụ như thế ạ. Và cái cuối cùng là một cái tầng đáy sâu ơi là sâu luôn. Một cái thứ mà rất ít ai để ý đến, và thường thì cơm áo gạo tiền nó che lấp chúng ta đi. Đó chính là cái triết lý hoạt động và cái hệ tư tưởng chủ đạo của công ty, nghe nó bắt đầu vĩ mô dần đấy. Nó, nhưng mà nó lại nằm ở cái tầng sâu nhất của cái tầng văn hóa doanh nghiệp. Và nó chính là đích đến của công ty ạ. Nhiều khi mở công ty ra nhưng mà mải mê với cơm áo gạo tiền, chúng ta cứ mải đi mà chúng ta quên mất là không truyền thông cho anh em, không đào tạo cho khách hàng biết được là cái tầm nhìn của chúng tôi là gì, sứ mệnh chúng tôi là gì, giá trị là gì, niềm tin đích đến của chúng tôi là cái gì. Khi nào mà các anh chị xây được cái tầm nhìn của công ty mà nó gắn với cả cái lợi ích của cá nhân mình, nó gắn với lợi ích của nhân viên mình, nó gắn với lợi ích của khách hàng, nó gắn với lợi ích của sự phát triển bền vững, thì khi đó cái tầm nhìn đó mới thực sự là tầm nhìn được xây đúng ạ. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, niềm tin, tất cả những cái thứ này ạ, nó phải đúng với nhân viên của mình, nó phải đúng với khách hàng của mình, nó phải đúng với cả chính mình và đúng với cái sự phát triển bền vững của công ty mình. Thế thì đâu đó các anh chị sẽ thấy có rất nhiều người họ xây văn hóa, họ xây cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của công ty rất rất vui, họ xây là số, trở thành số một cái gì đó. Ví dụ trở thành số một trên thị trường, thì kính thưa với các anh chị là nếu trở thành số một trên thị trường thì nhân viên được cái gì ở đây ạ? Và lý do gì mà nhân viên người ta phải đi theo các anh chị? Nhưng mà bác Hồ ngày xưa trong hang bóc bó thôi, chỉ trong hang bóc bó thôi, làm gì có tiền đâu mà bác Hồ vẫn có thể thu hút được biết bao nhiêu người đi theo bác, đúng không ạ? Có rất nhiều thứ mà khi mà chúng ta xây ra mà cái thứ đó nó phải chạm tới con người ta, nó có cái bản năng gốc, các anh chị, bản năng gốc của con người đó là sự tham lam, nỗi sợ và tính bầy đàn. Có ba cái thứ bản năng gốc của con người là sự tham lam, nỗi sợ và tính bầy đàn. Vậy thì sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị của chúng ta hay niềm tin của chúng ta đã tác động được vào cái bản năng gốc đó của con người hay chưa? Để họ biến cái thứ tầm nhìn, sứ mệnh của các anh chị nó gắn với cái năng, gắn với cái gọi là cái tính tham lam, tính bầy đàn và cái bản năng gốc của con người hay chưa? Vậy thì đến với công ty của chúng ta họ được cái gì? Đầu tiên là họ ở lại công ty của chúng ta họ được cái gì? Lý do gì mà họ phải ở lại với chúng ta? Lý do gì mà nhân viên họ phải ở lại với chúng ta? Lý do gì mà khách hàng phải mua chúng ta? Họ mua chúng ta thì họ được cái gì? Và họ không mua của mình, họ đi mua của người khác. Việc gì phải trung thành với mình để làm gì? Đúng không ạ? Vậy thì công ty của chúng ta sinh ra để làm gì? Sứ mệnh của nó chính là sinh ra để làm gì? Cái đích đến của nó, cái mục tiêu thì trở thành tầm nhìn. Và tầm nhìn có thể nhận được, có thể đạt được, có thể mãi mãi không bao giờ đạt được. Nhưng mà nó là một cái kim chỉ nam, nó là cái ngọn cờ, nó là cái la bàn cho não bộ để tất cả mọi người cùng đi theo chúng ta. Thế thì làm thế nào để các anh chị làm được điều đó? Và khi mà mỗi một lần cái hồ sơ thầu hay là tất cả các cái hồ sơ các anh chị hay là trên hệ thống truyền thông mà chúng ta quảng cáo đến khách hàng của mình á, thì để họ nhìn thấy cái tầm nhìn, họ chỉ cần đọc cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của công ty của các anh chị thôi, thì họ thấy rằng là đây đích thực nó là cái nơi mà chúng ta cần phải lựa chọn. Chúng ta cần phải đặt niềm tin của mình vào cái nơi này. Thế thì chúng ta đã xây được cái tầm nhìn sứ mệnh của mình trên một trang giấy hay chưa? Xin lỗi, trong một câu chữ hay chưa? Nếu mà công ty nào mà tầm nhìn mà và sứ mệnh mà nó quá dài á, nếu như mà cái tầm nhìn sứ mệnh công ty của mình á mà nó quá dài,
nếu như tầm nhìn sứ mệnh của chúng ta mà nó quá nhiều, nó dài quá 5 đến 7 chữ, đến 8 chữ, 9 chữ thì chúng ta cần phải xem lại. Tôi lấy ví dụ như tầm nhìn của BNI là gì ạ? Các anh chị hãy gõ lên trên ô chat đi ạ. Tất cả chúng ta hãy gõ lên ô chat cái tầm nhìn của BNI của mình đi ạ. BNI họ truyền thông cái tầm nhìn của họ mà cả toàn cầu họ đều biết đến. Vậy thì chúng ta thử nhìn lại xem ạ, cái tầm nhìn của công ty mình, cái sứ mệnh của công ty mình, cái giá trị cốt lõi, cái văn hóa của công ty mình. Đến khi nào mà hỏi từ cái người bottom line, tức là cái người bảo vệ, cho đến người lao công bảo vệ của công ty mình, người ta cũng trả lời được vanh vách. Rồi đến nhân viên ở cấp độ thấp, cấp độ cao đều có thể trả lời được. Thậm chí khách hàng của chúng ta họ cũng có thể nói rất rõ về tầm nhìn, về sứ mệnh, về văn hóa của chúng ta. Thì lúc đó cái tầng đáy của văn hóa doanh nghiệp của các anh chị nó mới thực sự sống được trong doanh nghiệp của mình ạ. Nó là những cái ngầm định nền tảng trong văn nghiệp, trong doanh nghiệp, và nó trở thành cái thứ mà các anh chị đang educate, tức là đào tạo cho nhân viên, đào tạo cho khách hàng của chúng ta. Họ ngấm vào thân hẳn và họ hẳn và trí của họ, họ nhớ đến chúng ta vì điều đó và họ mua chúng ta vì điều đó. Vậy các anh chị đã xây cái tầm nhìn sứ mệnh nó đáng được như vậy hay chưa? Ở BNI đó là làm ở Xcode chúng tôi gọi là làm cho thế giới trở nên thịnh vượng hơn thông qua việc tái cập nhật kiến thức dành cho các chủ doanh nghiệp, đó là tầm nhìn của Xcode. Và vì thế nên là các nhà huấn luyện của chúng tôi đi theo họ cũng vì cái tầm nhìn đó. Vậy bao nhiêu trong số các anh chị thấy tâm đắc với cái tầm nhìn của BNI đó là thay đổi cách thế giới làm kinh doanh? Thay đổi cách thế giới làm kinh doanh, chúng ta đến với BNI là bởi vì không có cạnh tranh. Ở bên ngoài kia có cạnh tranh nhưng BNI chúng ta không cạnh tranh mà chúng ta vẫn phát triển đó. Có phải chăng đó chính là cái sự thay đổi cách thế giới làm kinh doanh không? Và bây giờ tạo lợi thế cạnh tranh của chúng ta, lợi thế đỉnh cao của cạnh tranh là chẳng cạnh tranh gì cả. Đỉnh cao của bán hàng là chẳng bán gì cả. Và đỉnh cao của giao tiếp là giao tiếp không lời, đúng không các anh chị? Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được cái điều đó mà khách hàng người ta tự động đến với mình? Thì các anh chị về nhà xem lại cái tầm nhìn sứ mệnh, giá trị văn hóa của mình nhé. Và nếu như các anh chị muốn chúng tôi hỗ trợ các anh chị thì hãy liên lạc với các nhà huấn luyện để chúng tôi có công cụ giúp đỡ các anh chị thì xây cái phần này. Bản đồ, cái tấm bản đồ mà dẫn tới mục tiêu ạ, nó chính là tuyên ngôn cho cái gọi là tầm nhìn về sứ mệnh của chúng ta, đó là chúng ta là ai, chúng ta đang làm cái gì, khách hàng của chúng ta là những ai, điều gì khiến các anh chị trở nên khác biệt mà nó được tuyên bố ngay ở trong cái sứ mệnh đó. Các anh chị dùng như BNI là gì? Thay đổi cách thế giới làm kinh doanh. Thế là nó chẳng giống với bất cứ một cái hiệp hội hay là một cái tổ chức nào cả. BNI nó không phải là một cái hiệp hội, nhưng nó là một cái tổ chức thì nó cũng chẳng giống như một cái câu lạc bộ, chẳng giống cái hiệp hội, chẳng giống cái gì hết. Nó là một cái tổ chức riêng biệt, nó khác biệt hoàn toàn. Ai đến với BNI đều nhận được lợi ích từ đó. Và cái cách hoạt động của nó là tạo nên thông qua cái gọi là power team hay là các cái context sphere, đúng không ạ? Chúng ta chung giá trị, chung một đối tượng khách hàng nhưng không chung được lợi ích. Chúng ta, đấy là sự khác biệt của BNI. Vậy thì chúng ta có sự khác biệt gì? Ok, rồi ạ, 12 cái giá trị văn hóa chúng tôi gợi ý với các anh chị ngày hôm nay ạ, đó là về nhà các anh chị hãy ngồi nghĩ lại xem ba cái điều gì là quan trọng nhất, nó là thước đo cho ứng xử và hành xử của các anh chị, của chính mình với tư cách là chủ doanh nghiệp. Hãy viết ra, ví dụ như đó là sự cam kết, ví dụ như đó là kỷ luật, ví dụ như đó là hiệu quả chẳng hạn thế. Thế thì ba cái thứ đó nó sẽ trở thành thước đo cho mọi hành xử của anh chị trong suốt cái quá trình mà chúng ta sinh sống và làm việc. Ba cái điều gì đã gọi là cốt lõi, mà này nó chỉ là ba thôi thì mới được gọi là cốt lõi. Vậy thì khi chúng ta xây dựng văn hóa trong một doanh nghiệp và dựa trên cái cốt lõi của mình là cái giá trị, thì ba cái giá trị nào nó đúng với mình nhất với tư cách là chủ doanh nghiệp? Ba cái giá trị nào nó đúng với công ty nhất nếu như các anh chị muốn công ty phát triển bền? Và ba cái điều gì nó trở thành thước đo và nó đúng với khách hàng nhất khi người ta, đấy là lý do mà khách hàng tiếp tục quay lại mua hàng của các anh chị. Đó là chất lượng, đó là hiệu quả, đó là thời gian, hay đó là cái gì, sự nhất quán hay là gì, hay trải nghiệm wow hay là gì mà khách hàng người ta đến với các anh chị. Và cái cuối cùng đó là ba cái giá trị quan trọng nhất đối với đội ngũ nhân viên, đối với đội ngũ của các anh chị, nó chính là cái lý do để họ cống hiến với các anh chị nhiều hơn, đó chính là cái lý do để họ hiến tài với các anh chị, mà các anh chị không cần phải trả lương, họ vẫn cứ đi theo các anh chị hùng hục, họ vẫn làm việc với anh chị giống như Bác Hồ đấy, làm gì có tiền đâu, nhưng mà vẫn kêu gọi được bao nhiêu người đi theo Bác Hồ trong những năm chiến tranh đó anh chị. Vậy thì không trả cho họ mà họ vẫn sung sướng hạnh phúc khi đi theo mình, thì đó là điều gì? Vậy ba cái giá trị đó nó sẽ làm nên cái sự trường tồn của doanh nghiệp của các anh chị, nó làm nên cái đích đến của chúng ta, nó làm nên cái thứ văn hóa mà nó cũng chính là lý do mà chúng ta phát triển bền vững, và nó chính là cái lợi thế cạnh tranh mà không cần phải cạnh tranh.
Vậy thì về nhà các anh chị sẽ làm việc này giúp chúng tôi ạ. Và các anh chị cũng có thể ngồi lại cùng với chúng tôi. Nếu các anh chị đặt lịch hẹn 1 giờ làm việc, chúng tôi cũng sẵn sàng tặng các anh chị lịch hẹn đó. Có số điện thoại của tôi ở trên màn hình ạ. 0833453888 ạ. Các anh chị có thể gọi điện và liên hệ với chúng tôi ạ. Và hoặc các anh chị tham gia vào cái nhóm gọi là Business Action ạ, để chúng ta có thể gặp nhau được nhiều hơn ạ. Và chắc chắn rằng nếu như công ty của các anh chị đây là tầng đáy ạ, mà tầng đáy là phải xây đầu tiên ạ, mà nếu như mà mình chưa xây nó mà mình đang mải cơm áo gạo tiền mà mình quên mất nó đi ạ, thì đôi khi nhân viên người ta cũng không hiểu là lý do gì mà họ phải ở lại với chúng ta. Và đây chính là lý do mà nhiều khi các chủ doanh nghiệp hay nói rằng là tôi có vấn đề về con người. Thế đến khi mà tuyển người được thì tôi sẽ hỏi là thì lý do gì mà họ ở lại với các anh chị và làm thế nào để anh chị giữ được nhân viên? Thế thì anh chị không trả lời được thì đấy cũng chính là lý do mà chúng ta không có sự khác biệt với các doanh nghiệp khác. Nên là nhân viên của chúng ta ấy, sau mùa đại dịch đâu đó một vài công ty ấy, nó là cái mùa di chuyển ấy. Người ta sẽ di chuyển đi sang các doanh nghiệp khác ấy. Đấy cũng là chuyện bình thường ấy. Sự sắp đặt lại thị trường trong cái giai đoạn hiện nay ấy, nó rất là lớn. Nên là đây là thời điểm các anh chị vừa phải giữ nhân viên, vừa phải giữ khách hàng ấy. Thậm chí vừa phải giữ đối tác của mình. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp không tự nhiên mà có đâu các anh chị. Văn hóa doanh nghiệp nó không tự nhiên mà có, nó phải lập trình ạ. Nó phải lập trình, nó phải lập là làm ấy, làm cái gì nó làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm nhiều đến mức độ làm thành cái quy trình ấy, làm thành một cái theo cái lịch trình ấy, gọi là lập trình, làm đi làm lại nhiều đến cái mức độ không cần nghĩ làm vẫn chuẩn ấy. Thì gọi là lập trình. Và lúc đó thì không cần nghĩ làm vẫn chuẩn, thì lúc đó mọi người nhận dạng ra mình ấy. Nghĩ đến công ty ABC của các anh chị, nghĩ đến công ty sách, hệ thống sách của anh Phạm Cảnh Toàn ạ, thì người ta nghĩ đến cái việc là hình ảnh nó là cái gì, nghĩ đến cái thương hiệu, màu sắc thương hiệu là gì, nghĩ đến câu chào chuẩn, nghĩ đến những cái sự nhất quán trong dịch vụ, nghĩ đến những cái đích đến là anh sẽ phải giúp đỡ cho những cái dự án trồng cây và tặng sách cho xã hội chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ thế. Họ nhận dạng ra và sau đó phản xạ của họ là phản xạ của những người xung quanh là họ được chúng ta lập trình, họ nhận dạng và họ phản xạ ra là quay lại mua hàng của chúng ta. Họ không mua của chúng ta thì họ thấy áy náy, họ trăn trở, họ mà đi chỗ khác rồi thì họ thấy không được, vẫn phải quay lại, thì lúc đó họ trở thành raving fan của các anh chị rồi, trở thành các fan hâm mộ rồi. Và một cách rất là thuần Việt ạ, thì văn hóa doanh nghiệp cũng chẳng tự nhiên mà có đâu, mà bản chất nó là phải có cái sự đồng thuận. Các anh chị phải cùng với nhân viên của mình xây, và văn hóa bắt đầu xây từ chính người chủ doanh nghiệp. Các anh chị, văn hóa sẽ bắt đầu xây từ chính chúng ta thôi ạ. Và thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn, các cụ đã nói rồi ạ. Nếu như các anh chị bắt đầu xây từ chính mình, bắt đầu từ cái sự cốt lõi, cái năng lực lõi, bắt đầu từ giá trị của mình, từ tầm nhìn của chính mình, thì từ đó nó ra cái giá trị, cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của công ty, thì lúc đó nhân viên họ cũng hiểu rằng là cái điều đó gắn với quyền lợi của họ, khách hàng gắn với quyền lợi của khách hàng, khách và công ty cũng gắn với cái sự phát triển bền vững của công ty, thì họ mới đi theo các anh chị và họ đến với các anh chị, quay lại với các anh chị. Chúng ta thấy không ạ? Rồi một cây thì làm chẳng nên non, mà nhiều cây thì trụm lại nên hòn núi cao, đúng không ạ? Đấy là những cái câu nói mà nó để đời rồi. Vậy thì văn hóa chẳng qua nó chỉ là cái nền nếp thôi. Chốt lại, tóm lại bây giờ ạ, tôi cũng là 9 giờ rồi và đến giờ chúng ta phải kết thúc ạ. Thế thì các anh chị hãy lấy màn hình, lấy điện thoại của mình chụp lại toàn bộ cái màn hình này của chúng tôi ạ. Và các anh chị về nhà sẽ ngồi họp lại với nhân viên của mình ạ. Các anh chị sẽ trở thành một người cốt trong doanh nghiệp của các anh chị. Các anh chị đừng có mang cái này ra show ra cho nhân viên, 8 câu hỏi này không show ra cho nhân viên. Nhưng mà các anh chị hãy giữ lấy, giống như chúng tôi cũng giữ lấy. Và chúng tôi hỏi các anh chị đến đâu thì các anh chị trả lời đến đấy. Và các anh chị về nhà cũng bắt chước giống hệt như vậy, làm giống hệt như vậy. Các anh chị về hỏi cho nhân viên của mình, văn hóa doanh nghiệp là gì các em? Các anh chị hãy trả lời. Rồi vì sao công ty cần phải có văn hóa? Văn hóa doanh nghiệp thì ảnh hưởng tích cực và mang lại lợi ích gì cho chúng ta và cho đối thủ của chúng ta? Rồi khách hàng và đối tác của chúng ta nhận được lợi ích gì từ văn hóa của công ty mình? Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ từng cái người nhân viên một, các anh chị, bắt đầu từ chính người chủ doanh nghiệp và bắt đầu từ mỗi cá nhân. Và nếu công ty mà là công ty của mình thì mình sẽ làm việc một cách hiệu quả hơn. Ngày xưa khi mà tôi mở chapter thì luôn luôn tôi nói rằng là chapter này là của các anh chị, là của thành viên, chứ chapter này không phải của giám đốc chapter, và chapter này cũng không phải của BNI. Chỉ khi nào chúng ta xác định được công ty này là công ty của tôi, chapter này là chapter của tôi, mỗi một thành viên họ xác định được như vậy và họ bắt đầu từ chính họ, thì công ty này mới phát triển bền vững, hay cái chapter này mới phát triển bền vững được. Các anh chị có đồng ý điều này không ạ? Các anh chị gõ thật nhiều chữ H nếu các anh chị đồng ý ạ. Chỉ khi nào mình xác định nó là của mình thì mình mới làm tốt thôi. Thế và như vậy thì xây dựng văn hóa cũng sẽ phải bắt đầu từ mỗi cá nhân, và đặc biệt là bắt đầu từ người chủ doanh nghiệp là chính chúng ta. Rồi câu hỏi số 6, những hành vi ứng xử nào không nên xuất hiện ở công ty ạ? Vâng, làm thế nào để loại bỏ nó? Và mỗi một nhân viên công ty thì cần phải tuân thủ những gì để
đây chính là một cái nơi mà thu hút được khách hàng và sự trung thành của khách hàng cũng như là lòng trung thành của nhân viên ạ. Câu hỏi cuối cùng đó là làm thế nào để văn hóa doanh nghiệp thực sự sống trong mọi hoạt động của công ty ạ? Giống như là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi mà nó chỉ có ở trên website thôi. Khi cần hỏi thì lên website mở ra để xem á, thì có cái gì đó sai sai rồi các anh chị. Khi nào mà hỏi từ bất cứ một người, là từ người cổng bảo vệ cho đến cái người cao nhất trong công ty, thậm chí là các đối tác, bạn hàng của chúng ta, khách hàng của chúng ta, hỏi về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị của công ty mình, họ trả lời vanh vách, thì lúc đó nó mới thực sự được là sống ở trong cái công ty của các anh chị. Nó mang lại cái lời, mang lại cái thương hiệu trong tâm trí, và chúng ta trở thành Google trong tâm trí của khách hàng. Search một cái là nghĩ đến lĩnh vực ngành nghề gì là người ta nghĩ đến mình ngay lập tức. Vâng, ok, bây giờ là 9 giờ ạ. Đúng như lời hứa thì tôi sẽ kết thúc chương trình ở đây vào lúc 9 giờ ngày hôm nay ở đây ạ. Và những anh chị nào mà cần phải out Zoom, các anh chị có thể out. Còn những anh chị nào muốn ở lại để chúng ta cùng nhau tổng kết bài ạ, thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết bài trong ngày hôm nay ạ. Các anh chị đã chụp được hết phần màn hình này lên chưa ạ? Dạ, các anh chị chụp xong rồi, các anh chị gật gật một cái thì tôi biết là các anh chị đã chụp rồi ạ. Ok, vâng, yên tâm, để tôi sẽ tắt cái màn hình này ạ. Vâng, thực ra thì lời nói thì chỉ có thể truyền cảm hứng thôi, và suy nghĩ thì có thể thôi thúc, nhưng chỉ có hành động thì mới mang chúng ta đến gần kết quả mà thôi. Bây giờ anh chị nào muốn hỏi bất cứ cái điều gì, hoặc là các anh chị muốn chia sẻ cái điều gì, và chúng ta cùng nhau tổng kết ba cái điều mà các anh chị học được trong ngày hôm nay, hai hành động mà các anh chị làm ngay và một điều các anh chị thấy ấn tượng nhất. Chúng ta sẽ cùng tổng kết bài theo công thức 3-2-1. Ba điều mà các anh chị thấy học được ngày hôm nay, hai điều mà các anh chị áp dụng ngay, và một điều mà các anh chị thấy ấn tượng nhất nó là gì, thì các anh chị sẽ cùng chúng tôi tổng kết nó ở trên ô chat nhé. Vâng, hãy tổng kết nó ở trên ô chat. Vâng, và tôi cũng muốn bật mic để các anh chị hãy bật mic để chia sẻ với chúng tôi. Anh chị nào muốn chia sẻ thì chúng ta sẽ giơ tay và chúng ta sẽ cùng gọi nhau ạ. Các anh chị ơi, tôi xin phép tắt cái màn hình này, và chị sẽ nhờ Học ạ. Bạn Học có thể giúp chị là share cái màn hình nào mà có cái QR code hoặc là cái link á, để các anh chị có thể quét và các anh chị vào được trong nhóm, chúng ta có thể hỗ trợ các anh chị được nhiều hơn trong nhóm Business Action. Cũng như là anh chị nào mà mong muốn được chúng tôi hỗ trợ cùng với các anh chị về chương trình lập kế hoạch vào ngày 15 và ngày 16 của tháng 10 này ạ. Ngày 15, ngày 16 tháng 10 thì chúng tôi sẽ cùng với các anh chị xây dựng bản kế hoạch của năm 2022 cùng với các công cụ mà chúng ta đã có sẵn. Chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều, công cụ họ có rồi, chiến lược có rồi, việc của chúng ta là ngồi lại và làm thôi, nghĩ ít thôi làm để ra kết quả. Thì ngày 15 và ngày 16 chúng tôi có chương trình đó, các anh chị có thể đăng ký và liên lạc lại với chúng tôi theo cái phần QR code cũng như là link. Lát nữa thì chúng tôi sẽ share lên màn hình ạ. Vâng, bây giờ thì anh chị nào sẽ cùng nhau chia sẻ ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết và chia sẻ ạ. Anh chị có thể bật mic lên, chủ động bật mic, hoặc là các anh chị giơ tay cũng được, không sao cả. Vâng, xin mời anh Cường được không ạ? Em mời anh Cường ạ. Anh Cường bên Gen ạ. Vâng, thiết bị nền ạ. Thiết bị lát nền. Vâng, anh Cường ạ. Xin chào các anh chị. Lời đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn tới Coach Hà Thu đã có một cái buổi chia sẻ rất là thiết thực. Thì nói về cái cạnh tranh của doanh nghiệp, văn hóa của doanh nghiệp, thì đó là những cái chủ đề muôn thuở mà chủ doanh nghiệp phải đưa ra và nói chuyện gần như là hàng ngày để tạo nên một cái văn hóa doanh nghiệp. Để tạo ra văn hóa doanh nghiệp thì mục tiêu cuối cùng như tôi nói, để mà mình hướng cái tập thể nhỏ của doanh nghiệp chúng tôi, doanh nghiệp của chúng tôi mà để thực hiện một cái mục tiêu chung, trước tiên thì theo tôi thì nói về văn hóa hay nói về cạnh tranh, nói về chủ doanh nghiệp mà mình để trở thành một cái coaching đầu tiên của doanh nghiệp, để coach cho cái nhân viên của mình, thì đầu tiên mình phải truyền thông làm sao được để mà nhân viên thấy được cái lợi ích của chính nhân viên trước tiên. Một ví dụ như tôi nói là trong cái mùa dịch vừa qua, tôi cũng tổ chức 2-3 lần cái cuộc họp online để sốc lại cái tinh thần, để chuẩn bị cho những cái bước khi hết dịch thì mình làm cái gì. Nhưng mà tôi thấy cái tập thể nhân viên tôi nó cũng ngơ, cũng rồi hết tuần qua rồi cũng không thấy báo cáo, rồi cũng không thấy thực hiện những công việc. Thì tôi mới thay đổi cách tiếp cận.
Tức là thay vì tôi tổ chức học chung, tôi online từng thành viên một, từng thành viên một. Và đầu tiên thì tôi hỏi thăm và sau đó là nói ra những điều họ thích. Và sắp tới mình chia sẻ những cái gì mình làm nó gần gũi với doanh nghiệp, những cái mình thực hiện để phát triển doanh nghiệp mà nó ảnh hưởng trực tiếp và nó có lợi trực tiếp với nhân viên đó, trong một cái phạm vi, trong một cái phòng ban, trong một cái chức năng cụ thể của họ. Thì tôi muốn đưa cái chia sẻ này để trước tiên mình muốn làm việc, vì các bạn, tất cả các anh chị ở đây đều biết là nhân sự là một trong những cái chủ đề rất là phức tạp và nhiều, mình phải cải thiện hàng ngày và rất là khó. Vì do đó mình phải đưa cái quyền lợi của nhân viên phù hợp thiết đáng nhất để mình chia sẻ trước, rồi sau đó mình mới dẫn cái cuộc câu chuyện, dẫn cái câu chuyện theo cái văn hóa chung của doanh nghiệp, những cái quy định chung. Em xin phép được cắt ngang anh một chút, là ba cái điều anh học được là gì, hai cái điều anh áp dụng ngay và một điều anh ấn tượng nhất là gì ạ? Anh tập trung của em vào đúng cái phần tổng kết bài đó em đấy ạ. Xong chúng ta sẽ thảo luận sau, bởi vì là chúng ta sẽ còn rất là nhiều anh chị nữa cũng cần chia sẻ. Và xin nhường lời lại cho anh chị khác ạ. Mình cảm ơn anh ạ. Và em mời chị Vũ Mười ạ. Vâng, em mời chị Vũ Mười và anh Đáng ạ, chuẩn bị vào. Dạ em cảm ơn chị Thu ạ. Và dạ thì hôm nay trước khi mà ba điều em chia sẻ ba điều thì em cũng chia sẻ một chút ạ. Là trước khi mà em đến với buổi này thì em đã kể câu chuyện truyền cảm hứng về kinh doanh của mình cũng như sự nghiệp của mình cho nhân viên nghe. Và hôm nay thì em thấy rằng mình đang được lại tiếp nối vào cái câu chuyện truyền cảm hứng cho họ. Thì em học được thứ nhất là ba điều. Thứ nhất á, là mình cần phải tạo rõ cái văn hóa của chính mình, chính cá nhân nhân viên ạ, và của doanh nghiệp ạ, để hiệp nhất lại. Và sau đó rồi chúng em sẽ cùng nhau luyện tập và thực hiện hàng ngày để đến khi nào mà nhuần nhuyễn rồi, thấm nhuần rồi, đó bắt đầu mình truyền thông ra bên ngoài ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin mời anh Đáng ạ. Và bạn... Xin mời anh Đáng được không ạ? Vâng. Và chị anh Phong đây, anh Phong bên hải sản chuẩn bị ạ. Các anh chị tiếp tục, chúng ta cứ tổng kết bài ở trên ô chat được không ạ? Vâng. Xin mời anh Phong ạ. Anh Đáng và anh Phong chuẩn bị, anh Đáng không thấy đúng không ạ? Vâng, thế mời anh Phong trước ạ. Vâng, xin chào. Phong xin tổng kết ba điều học được ngày hôm nay. Là điều thứ nhất là Phong sẽ về xem lại cái sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của bên công ty thật sự có đúng là có phù hợp với thị trường hiện nay và hiện tại hay không. Hai điều sẽ áp dụng cho ngày hôm nay là về họp nhân viên và sẽ phải đưa ra những câu hỏi mà có Thu nãy có chia sẻ thì để các bạn trả lời. Và chúng ta sẽ lấy được cái nhiều tổng hợp, nhiều ý kiến chung để chúng ta làm tốt hơn. Và một điều ấn tượng nhất ngày hôm nay thì cảm ơn có Thu đã cho thêm kiến thức về cái buổi cóp ngày hôm nay để mình xây dựng lại cái văn hóa cũng như cái giá trị cốt lõi cũng như cái điều khác biệt của doanh nghiệp mình tốt hơn nữa. Đó, xin cảm ơn ạ. Dạ, vâng, cảm ơn anh ạ. Các anh chị chúng ta chủ động bật mic chia sẻ đi ạ. Nếu mà anh chị nào muốn chia sẻ, chúng ta chủ động bật mic chia sẻ. Còn một số như anh chị vẫn tiếp tục chat trên ô chat ạ. Vâng. Chúng ta sẽ đóng Zoom vào lúc 9:15 các anh chị nhé. Vâng. Tôi thấy rằng là các anh chị vẫn rất là nhiều anh chị muốn chia sẻ ạ. Ok, mời chị Tuyết Ban ạ. Em mời chị Tuyết Ban ạ. Anh Huy bên ẩm thực ạ. Vâng, cũng chuẩn bị ạ. Anh Huy Union ạ, chuẩn bị. Vâng, em mời chị Tuyết Ban trước ạ. Ok, hình như là chị chưa bật được mic ạ. Vâng, mời anh Trường Sinh ạ. Vâng, cảm ơn chị Hà Thu ạ. Thì ba điều hôm nay Trường Sinh nhận được đó là mình đặt cái câu hỏi là mình và doanh nghiệp mình đã có văn hóa chưa? Thứ hai nữa là cái
cái hiểu được cái hơn rõ hơn về cái cấu trúc để mà xây dựng văn hóa thông qua cái các cái câu hỏi mà chị Hà Thu hôm nay đã hướng dẫn gửi vào. Và hai cái điều mà Trường Sinh mong muốn đó là chia sẻ ngay cho các thành viên trong chapter web thi của mình và xây dựng lại cái cấu trúc văn hóa của doanh nghiệp mình theo những hướng dẫn của bài học hôm nay. Và rõ ràng cái điều cuối cùng đó là hành động ngay lập tức, là xong buổi này hôm nay là phải làm ngay lập tức liền. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Trường Sinh ạ. Và xin mời chị Hạnh ạ, bên Union ạ. Và anh Cảnh Toàn chuẩn bị ạ. Tôi muốn chia sẻ về cái ba cái điều mà tôi học được ngày hôm nay, đó là cái thứ nhất là về cái triết lý hoạt động của doanh nghiệp là cốt lõi trong cái tảng văn trôi mà chị Thu đã chia sẻ. Cái điều thứ hai đó là cái cách xây dựng cái tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp mình phải phù hợp với thị trường cũng như là phù hợp với nhân viên. Với nhân viên thì mới có thể tạo được một cái khối thống nhất mà xây dựng phát triển doanh nghiệp. Cái điều thứ ba đó là tôi học được, đó là về biết được về lợi thế cạnh tranh ạ. Và thực sự suy ngẫm rất là nhiều về cái điều đó. Và cái hai điều mà tôi sẽ áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình, thứ nhất đó là xác định lại cái USP của mình, của doanh nghiệp mình. Và cái thứ hai đó là cái xác định và đưa cái đích đến của doanh nghiệp mình đến nhân viên và chia sẻ cái điều đó cho nhân viên để họ có thể hiểu và cùng đồng hành với doanh nghiệp của mình. Và cái ấn tượng nhất của cái buổi học hôm nay đó là những cái câu hỏi thảo luận mà chị Thu đã đưa đến cho cái buổi học ngày hôm nay. Thực sự là những cái câu hỏi thảo luận đó khiến cho tôi phải suy nghĩ rất là nhiều và đặt câu hỏi là với những câu hỏi đó thì mình phải suy nghĩ về trả lời như thế này. Và tôi xin hết. Cảm ơn em. Vâng. Xin mời anh Nguyễn Cảnh Toàn ạ, và anh Phạm Cảnh Toàn và anh Nguyễn Việt Dũng đúng không ạ, lên Sài Gòn và trong tôi Sài Gòn chuẩn bị ạ. Cảm ơn Coach Hà Thu. Xin trở lại với các anh chị. Tôi và BNI cũng đã 6 năm và khởi nghiệp cái trang học và chơi.vn. Với một cái sứ mệnh mà tôi đã truyền thông ở trong BNI đó là lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nhân. Tuy nhiên cái việc mà hôm nay được học và cũng thấy rằng là chúng ta muốn xây dựng văn hóa thì chúng ta xác định nó gọi là văn hóa không tự nhiên mà có đó. Cái câu kết luận đó tôi rất thích. Và chúng ta là chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên cái việc mà nhân viên của chúng ta có thấu hiểu cái sứ mệnh để cùng đồng hành với chúng ta để lan tỏa cái thông tin đó hay không. Thế rồi những khách hàng đối tác của chúng ta đã nhận biết về cái USP của chúng ta như thế nào. Đấy là điều mà tôi được học ở hôm nay và cũng muốn truyền thông với các anh chị. Học và chơi chúng tôi cũng đang xây dựng với ba cái USP, đó là sự đa dạng, sự tư vấn tận tình và sự cam kết. Trong cái sự cam kết này thì cũng muốn nói đến các thông điệp với tất cả doanh nhân chúng ta là chúng ta hãy đọc sách có bản quyền. Cảm ơn. Tuyệt vời quá. Vâng, cảm ơn anh ạ. Và có vấn đề gì không bạn Hạnh? Dạ. Ok, xin mời anh Dũng ạ. Vâng, và nốt anh Dũng thì chúng tôi xin phép sẽ được đóng Zoom bởi vì chúng ta cũng phải trở về với cả công việc và gia đình rồi ạ. Vâng, em mời anh Dũng ạ. Vâng, cảm ơn một lần nữa thay mặt cho anh chị em Action Code ạ. Vâng, anh Dũng cho em 30 giây thôi ạ. Vâng, thay mặt cho tất cả các anh chị em ở Action Code cũng như anh chị em ở BNI thuộc về ban tổ chức ạ. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hiện diện của các anh chị trong 2 giờ đồng hồ vừa qua. Và chúng ta chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay hãy mang về áp dụng luôn ạ. Và kết quả các anh chị áp dụng như thế nào thì các anh chị hãy chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Và trong cái quá trình các anh chị áp dụng cần nhận được bất cứ một sự hỗ trợ gì ạ, thì các anh chị vui lòng là cứ liên hệ với chúng tôi ạ. Và chúng ta quét cái mã QR code rồi ạ, thì các anh chị sẽ ở trong nhóm và chúng ta sẽ cùng nhau tương tác và chúng ta cùng nhau hỗ trợ nhau nhiều hơn ạ. Và các anh chị đừng quên giúp tôi là ngày 23 tháng 10 chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình Business Action của Action Code ạ, cùng với hợp tác với BNI. Vâng. Và em xin mời anh Dũng ạ. Vâng. Anh Dũng cà phê ạ. Vâng. Đấy, ba điều mà tôi học được cảm thấy tâm đắc đối với tôi hôm nay đó là hiểu sâu hơn về thế nào gọi là văn hóa doanh nghiệp, định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp. Cái thứ hai là cái giá trị cạnh tranh của văn hóa doanh nghiệp. Điều thứ ba là xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì cần bắt đầu từ đâu. Hai điều mà tôi thấy là cần phải làm là 12 cái giá trị của văn hóa doanh nghiệp. Cái nữa là cái thảo luận chia sẻ các cái câu hỏi đối với về văn hóa doanh nghiệp đối với nhân viên của mình. Và điều cần làm ngay là chúng ta phải xem lại cái văn hóa doanh nghiệp chúng ta đang có cái gì hay, có cái gì còn thiếu sót thì chúng ta
cần hoàn thiện lại nó. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và đến với nhau là sự khởi đầu thôi, nhưng mà làm việc với nhau là tiến bộ và giữ được nhau là thành công ạ. Chúng ta mong rằng là cái văn hóa của chúng ta cũng là cái nơi mà nó là thứ duy nhất còn lại khi mọi thứ đã mất đi. Nó là thứ duy nhất còn thiếu khi mọi thứ đủ đầy. Nên là trong cái giai đoạn này nó là cái chất keo tụ ạ. Nó là cái thứ mà chúng ta có thể giữ được nhau nhiều hơn ạ. Và chúc các anh chị sẽ thành công hơn trong năm 2022 sắp tới. Chúng ta cùng nhau xây dựng cái bản kế hoạch năm 2022 sắp tới. Và đừng quên mang cái văn hóa doanh nghiệp và đích đến trở thành cái lợi thế cạnh tranh cho chúng ta, là một trong những chiến lược của chúng ta trong năm 2022 ạ. Và rất là vui khi được làm quen với các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày 15-16 của Action Code trong chương trình lập kế hoạch, cũng như là ngày 23 tháng 10 là trong chương trình của Action Code cùng với DNI, chuỗi Business Action ạ. Và chúc các anh chị có ngày cuối tuần thật sự là vui và hạnh phúc bên gia đình và giữ gìn sức khỏe ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn. Chào tất cả các anh chị. Xin cảm ơn cô Hà Thu. Chào các anh chị. Cảm ơn ạ. Chào các anh chị. Cảm ơn chị Hà Thu và mọi người ạ. Dạ. Xin chào anh chị. Dạ. Cảm ơn tất cả anh chị. Cảm ơn Coach. Dạ. Em chào chị Trúc ạ. Cuốn sách cuộc đời hay quá chị. Vâng. Cảm ơn chị Hà Thu. Một buổi sáng thật là ý nghĩa. Cảm ơn chị Hòa. Vâng. Dạ, xin chào tất cả anh chị. Dạ. Dạ. Chào cô Thu, chào mọi người. Dạ, chào anh Phúc ạ. Vâng. Dạ. Chị Hòa với cả anh Phúc đã vào trong nhóm rồi đúng không ạ? Vâng. Dạ có, dạ có. Dạ, cũng vào rồi. Dạ. Ok, để chúng ta duy trì các thói quen hàng ngày tốt để mình áp dụng cho công ty của mình ạ. Vâng. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Anh Cảnh Toàn ơi, em muốn kết nối với anh Toàn á, nó liên quan đến cái vấn đề về sách vở, không biết anh Toàn còn đây không ạ? Vâng. Hãy chắc anh Toàn ao mất rồi ạ. Có rất là nhiều các anh chị mà hay hỏi về sách thì biết đâu là chúng ta có thể trao referral rất là tốt cho anh Toàn ạ. Anh Cảnh Toàn, em phải chụp lại cái số điện thoại của anh. Vâng. Vâng ạ, tạm biệt các anh chị.